Rồi. Đó. Còn chữ chuê này thì sao? Chuê này là có những bộ gì đây nhỉ? Lại ôn lại một chút nào, có bộ gì đây? Chơi Chuê đúng rồi. bộ Nhật à? Có bộ Nhật đúng không? Đây là bộ gì nhỉ? Không. Bộ gì mà đều dùng để nghe? Yêu mà. Bộ nhĩ đúng không? Bộ kia Nhĩ là là bộ cái tai đúng không? Còn bộ này là bộ cái gì? Bộ hữu đúng không? Bộ hữu là cái tay đúng không? Đó. Nhưng mà cái chữ này thì khi mà viết vào chữ thì cái nét này nó dài ra. Đúng không? Đấy, nó dài ra, nó che che cả cái này. Và bộ Nhật ở trên đúng không? Đấy. Đây là chữ chuẩy. Chuẩy. The best. Chuẩy xỉ khoan. Chuẩy xỉ khoan là gì? Thích nhất. Chuẩy khảo khan là gì? Đẹp nhất. Chuẩy rưa nào là náo nhiệt nhất. Nó chỉ cái gì đó nhất. Nó đi cùng với cả tính từ đúng không? Khảo. Khoai. Chuẩy khoai là nhanh nhất. Và nó có cả bổ nghĩa cho những cái động từ chỉ về nội tâm, hoạt động nội tâm như kiểu xỉ khoan là thích đúng không? Chuẩy xỉ khoan. Đó. Ai, ai cũng là một hoạt động nội tâm đúng không? Chuẩy ai. Chuẩy thấn ai. Thấn ai là kiểu như là vừa thương vừa yêu rồi. Chuẩy thấn ai là thương yêu nhất nha. Rồi. Tha, ôn lại chữ tha nghĩa là gì nhỉ? Chữ tha Là nghĩa là nó gì? là nó Ừ, là là dùng cho những cái trường hợp nào? trường hợp chỉ đồ vật, con vật. Đúng rồi. Rồi. Quay sẵn mà. Quay sẵn mà nghĩa là gì? Tại sao? Đúng rồi. Quay sẵn mà nì Quay trừ sự. tạo. Quay sẵn mà nì trừ tạo. Trừ tạo là đến muộn. Quay sẵn mà nì trừ tạo. Vì sao mà bạn đến muộn? Quay sự mà. Ừ. Quay sự mà. Quay sự. Xin. Nào, xin nghĩa là gì đây? Mời mời Mới. Ừ, xin này có bộ gì nhỉ? có bộ lập ở bên trên Rồi, có bộ lập ở trên. Tiếp theo là có bộ gì ở dưới nhỉ? rồi lập bên trên có bộ của hay xong phát tiểu gì Đúng rồi, đây là bộ tiểu nhá. Và đây là bộ tiểu gì? Bộ này là bộ gì đây? Bộ này trong chữ chin đấy. Chin. Ví dụ như là chưa chỉ chin. Chỗ hoa quả này mấy cân đây, nó có nghĩa là cân nhá, cân nặng đấy. Đó, chữ xin. Nó đọc là chin và chữ này đọc là xin thì đây là nghĩa. Chữ bên này nhá. Đây là bộ lập đúng không? Bộ lập là cái bàn chân nó đứng vững này. Sao có chữ tiểu. Nhưng mà một mình nó cũng có nghĩa là chin đấy. Chin cũng là thân thân yêu, chin ai tợ. Chin ai tợ, chin ai tợ nghĩa là gì? Thân tình yêu của tôi ơi ấy. Chin ai tơ đó nha. Đó. Mình xem những cái bài hát mà có chin ai tơ đi chơi giang sầu la kiểu kiểu như vậy ấy. Kiểu nó là baby đó nha. Yeah, yeah thì sao? cũ Ừ, chữ này thì dễ rồi nhỉ. Rồi, yao. Nào, mình ôn lại chữ yao nào. yeah. Yao là gì đây? Muốn Ừ. Muốn đúng không? Muốn ở đây là muốn là bằng được đấy. Cái này là cái khác với xẻng. Cái xẻng này đúng không? Xẻng này là kiểu muốn thì nhưng mà được thì được, không được thì thôi không sao cả. một Nhưng mà sự yao này là muốn bằng được đấy. Yun tùng. tung động Yun có tùng thì nó vừa là động từ vừa là tính từ nhá. À vừa là động từ và vừa là danh từ nhá. Ní xỉ khoan sần ma yun tùng. Bạn thích môn thể thao nào? Ní xỉ khoan sần ma yun tùng. Sần ma là gì đúng không? Yun tùng là vận động đúng không? Bạn thích môn vận động gì hay là bạn thích môn thể thao gì? Sần ma yun tùng. Ừ. Yun tùng chú chiếu thì là môn gọi là môn vận động đá bóng nha. Thì yun tùng đấy lại là động từ. Y chỉ. Y chỉ là gì đây?
一起 Ừ. together cùng nhau. Ừ. À, y chỉ sự là cùng nhau đi, y chỉ sư bà, của mà y chỉ sư bà, chúng ta cùng ăn cơm nào, của mà y chỉ xuế xí bà, chúng ta cùng nhau học nào. Rồi. Rồi, thi足球. Nào mình ôn lại chữ thi足球nào. Thi足球là gì đây? Chơi Đá đá bóng. bóng đá. Ừ, đây là đá bóng đúng không? Thi là động từ. Chú chiếu là quả bóng. Đây là đá quả bóng đúng không? Là đá bóng. Nha, chỗ này là thi. Liên quan đến cái đôi chân này đây. Đúng không? Đôi chân này. Đá. Đây là bộ túc này. Túc đều liên quan đến cái chân. Nha. Đấy. Chú này. Chiếu. Cái quả bóng mà đá bằng chân. Bóng đá đúng không? Quả bóng đá. Rồi. Rồi, xong xong phần này nào, mình ôn lại lần nữa nào. Nào, Bảo Hân đọc lại cho cô. Dầu Lùi dấu. Lùi dấu. lì dầu Ừ. lì Ừ. chế tạo Ừ. Ừ. chế Minh tạo Hoàng nào. Minh Hoàng nè. rồi Ừ. Vì sao mà? Vì Vì sao sao mà? Vì mà? sao Vì mà? sao mà? Vì sao mà? Ừ. Ừ. Dễ. Ừ. Cuối là spot. Win. Win Đúng rồi, Huyền Tùng. tung. Ok. Nào. À, Bảo Hân đọc lại cho cô nào. Đến đây là gì đây? Thôi. Ừ. Vì sao mà? Vì sao mà? Vì là thanh bốn nhá. Vì Vì sao sao mà? mà? Mà là thanh nhẹ. Vì sao mà? Vì Ừ. sao mà? Ừ. Dạ. Ừ. Yên đông. Yun Tùng. Yên đông. Ừ. Phê sáng hả? Hãy anh đọc lại giúp cô nào. Lùi dấu. Ừ. Chế tạo. Ừ. Rồi. Ừ. Vì sao mà? Ừ. Dễ. Ừ. Duyên Tùng. Ừ. Phê sở họ. Quỳnh đọc lại giúp chị nào. Alo. Quỳnh vào đọc giúp chị nào Quỳnh ơi. Mà chị ơi, đây em đang Ừ. gọi chứ. Ok, em đọc Lị đi. chế tạo. Ừ. Chơi. Ừ. Vì sao mà? Ừ. Duyên tung Ừ, rồi ok. À, Đăng yếu Dương nào. Đăng Dương đọc lại giúp cô nào. em hơi ổn nhé. Ừ, không sao. Tên này từ thứ nhất em quên. Rồi, đọc từ thứ hai là Em nghĩ em bắt đầu từ thứ ba đã. Xoay. Question mark. Yeah. Ừ. Từ đây là từ gì nhỉ? Lữ Du là gì đây? Động. Đúng rồi, cảm thấy là gì? Đó. Cảm thấy là gì? À, chuyện Ừ, chuế tợ. Ok. Đăng Dương về nhớ học từ nhá con. dạ vâng. Nào tiếp tục nào. Hãy anh đọc giúp cô nào. Thi chú chiếu y chỉ yào xin tha giản trình. Dạng chiêng đúng không? Cái này là xin thành một nhá. Xin hả mà. Ok. Xin Ừ, Quỳnh đọc giúp cho cô nào. Bạn Quỳnh đâu nhỉ? Bạn Quỳnh ở đấy không? Ờ, bạn Minh Hoàng đọc giúp nào. thi thú chiếu
ý chỉ cái từ này mình quên luôn. Giao Muốn muốn mà bằng được á là gì? giao Tuệ. giao xin tha diện chiêm Tuệ giản chiên. Ok, Bảo Hân nào. Thi chú cháu. Y chỉ. Giao. Giao là thanh mấy? Giao là thanh một. Không, giao là thanh 4 nha. Thanh Giao một. là cái eo thì là giao là thanh 1. Nhưng mà giao là muốn là thanh 4. Ok. Tiếp nào. Cái gì là mới ấy? Xin Đúng rồi. nhãn chim Không, chỗ vật này có một chữ vật thôi. Cái tha gì mà? Đúng rồi, tha tha, tha. Đây mới là gì? nhãn chim Rồi, Đăng Dương đọc lại cho cô. Đọc, Đăng Dương nhìn thấy rõ màn hình chưa con? con có Ừ, rồi con đọc đi. thi rú chéo y Rú. à thi rú chéo Rú, tư, tư. Tư, con nhìn cô nhé. Tư, âm đầu lưỡi, tư. chi rú chéo y chỉ yào xin tha yên chinh Yển chiêng. yên chinh Rồi ok. Quỳnh đọc nào Quỳnh ơi. Quỳnh đâu rồi? thi chú chiếu y chỉ giao xin dễ À không giản phải. trinh Chữ này là chữ này chữ. tha tha Đúng rồi, giản chiêng. giản Rồi, trinh rồi ok, bây giờ mình vào phần ngữ pháp nhá. Phần này hôm qua mình học rồi. Cái này đọc nào. Hôm qua mình cũng học cái phần này rồi đúng không? Là liên quan đến giao ở đây. Giao đầu tiên là mình sẽ chép phần ngữ pháp này. Giao là thể hiện mong muốn mà rất là bức thiết và cần phải có được đấy. Đòi là đòi bằng được đấy, là muốn bằng được nha. Nó có đi cùng với cả cái chú ủy ở đây. Chú ủy là gì? Chủ ngữ đúng không? Cộng với giao, cộng với cả một động từ nhá. Nào mình chép câu cấu trúc ngữ pháp vào nhá. Ủa giao xuế xí khăn ủy. Nghĩa là gì đây? Tôi gì? rất muốn học Tôi tiếng Trung. muốn, tôi muốn học tiếng Hán đúng không? Còn nếu mà mình nói là không muốn ở đây thì chúng mình không vào là bú giao nhá. Nếu là bú giao ở đây thì nó nghĩa nó kiểu như là thì bú giao lái ở đây là kiểu như là không được làm cái gì đó. Nhưng mà trong câu này chỉ là tôi muốn làm cái gì đó nhưng mà nó không phải là kinh khủng ấy. Tức là nó cũng bức thiết nhưng mà nó cái từ bú giao ở đây nó rất là nghĩa nó rất là nặng nha các bạn. Như kiểu là lì bú giao lái, kiểu như là có ai mà chuẩn bị xâm phạm mình thì mình mới nói là ủa lì bú giao lái. Hoặc là bạn đừng có mà đặt đồ đạc ở đây nhá, nỉ bú giao phàng tu xì sai chưa lý. Tức là nghĩa nó mang cái tính chất là rất là phản đối và không không đồng ý nhá. Thì mới dùng bú giao. Cho nên ở đây mình cái giao này mình sẽ phủ định của nó sẽ là bù xiảng nha các bạn. Xiảng xuế xí khăn ủy thì cũng thì phủ định của nó cũng là bù xiảng nhưng mà ủa giao xuế xí khăn ủy thì phải phủ định của nó cũng là bù xiảng xuế xí khăn ủy. Hả mà? Nha, mình nhớ nhớ cái nghĩa nghĩa sử dụng ở đây. Đó, mã cửa, chỗ này là mã cửa. Mã cửa là Mark nha. Mình biết anh Mark đúng không? Anh Mark rất là nổi tiếng đúng không? Mã cửa giao xu Bắc Kinh là gì? Mark muốn đi Bắc Kinh đúng không? Bùa bù xiảng xu Bắc Kinh. Tôi không muốn đi Bắc Kinh nha. Đó, mình nhớ, chỉ cần nhớ giao và bù xiảng là phủ định của nó là được. Nào, mình thử đặt câu với cả cái cấu trúc này xem nào. Thử một vài bạn nhá, cô gặp gọi bất kỳ nhá. Ok, thử Hải Anh nào. Hải Anh đặt cho cô với giao. Hải Anh đâu rồi?
cu đoạn tính con nghĩ. Rồi có ai nghĩ ra thì phát biểu luôn nào, cho nhanh Ủa nào. giao cho chua nở. Ủa giao chun nở nghĩa là sao? Tôi muốn ngồi ở Nì đây. ủa giao chua trợ. Chua chưa. Chua trợ Ok. mình nhớ cái cấu trúc chua Chua. trợ. Ví dụ như là chẳng hạn đến đến chỗ công viên này cái gì đấy mà muốn tranh chỗ thì có thể nói câu này đúng không? Đúng Ủa rồi, giao. ủa giao chua trợ. Kiểu ủa giao chua trợ. Nghe sắc thái phải đầu ống một tí. Ủa giao chua trợ. Nó cũng thôi mọi người cứ hiểu nó là muốn ở đây là ví dụ ủa giao xuế xí khai ủy ở đây là chắc chắn học đấy. À, kiểu là tôi muốn học tiếng Hàn ở đây là tôi chắc chắn sẽ học nhá. Nhưng mà tôi là ủa xẻng xuế xí khai ủy, tức là xẻng chỉ là kiểu muốn nhưng mà mơ mộng hão huyền thôi chứ chắc bạn ấy đã thực hiện. Đúng không? Nhưng mà giao ở đây là bạn ấy đã muốn là bạn ấy sẽ làm. Hoặc là mã khơ giao chi bể chim là anh ấy đã muốn là anh ấy sẽ đi thật đấy. Còn kiểu ủa xẻng suy bể chim kiểu à ơi thế thôi trơn trượt mặt nước. Tớ cũng thích đi Bắc Kinh đấy, tớ cũng muốn đi đấy nhưng mà bao giờ thì không biết, không có kế hoạch gì nha. Đăng Dương đặt cho câu một câu với Giao nào. Ủa giao à thay giao xuế xí khăn rỉ khờ rư bạn Khờ rư à với khăn rỉ. rỉ khờ rư Ok. Họ Bảo Hân nào. Nào mình ai nghĩ ra thì mình chủ động mình nói, không cần chờ cầu cô gọi nha. ủa giao Ủa chiên Lý lão sư. à, nhỉ giao chen Liễu lão sư tôi bảo hả? Kiểu đến văn phòng rồi là nói với cả một cái cô phụ trách ở đấy bảo là nhỉ hảo của giao chen Lý lão sư đúng không? Đã đến đấy rồi thì phải gặp chắc chắn rồi. Là Bảo Hân có nghĩ ra được không? Ủa chi Hồ Chí Minh Hồ Chí À Minh Sư à Hồ Chí Minh sư, wo bu xiang xu Hồ Chí Minh sư, đúng không? Wo bu xiang xu Hồ Chí Minh sư, rất là tốt. Ok, nào Hải Anh nào. Quỳnh nào, mình chủ động mình nói đi. Mình thiên sau ủ, ủa giao truy sang tiền. Ừ, đúng rồi, mình thiên xiao ủ của giao chỉ sang tiện. Bạn ấy đã muốn là chắc chắn là trong kế hoạch đấy là bạn sẽ làm đúng không? Quỳnh nào? Ừ, trở trong mùa của giao suy lủy yếu. Cuối tuần này à, tôi sẽ đi du lịch. Suối ỉ à, suối yếu khai ủy ban tàu giao phang khựa phẳng xạ. Vì vậy mà tất cả các lớp Hán ngữ đều sẽ được nghỉ. Tâu yào phẳng xạ. À, mình suy suy lý yếu mà. Chứ cứ giáng chỉ ở tôi bảo. Tết Dương này ấy. Giáng lì chỉ ở là Tết Dương lịch nha các bạn. Giáng lì chỉ ở là Tết Dương nha. Giáng này. Giáng lì chỉ ở là Tết Dương. Dương lịch đấy. Tết Dương này Đăng Dương ăn Tết ở đâu? Chưa cửa giáng lì chiến lì chai nó lì phang chạ phang chạ. Lì yao chai nó lì phang chạ. Chưa cửa giáng lì chiến lì yao chai nó lì phang chạ. Tết Dương này con nghỉ ở đâu nhỉ? Lì chai khải pháng phang chạ, khải sư chai khứa nây phang chạ. Thì giao trại hứa nơi phan cha hải sư giao trại hải phán Đăng Dương. À, ở tại Hải Phòng Trang Lý Trang Lý Lý Chế À, cái gì đấy? Để trai chụp vui ý sao? À, thay là ý sao? Ủa, bu chữ tao mà. À, nỉ... Con nói lại đi. Con nói lại đi xem nào. Ủa giao trai khải pháng của giáng ly chía, đúng không? Của cũng được nha. Của chía mà.
con định nói Đạt cua đúng không? Ủa ờ à, giao trai khải phán cua giáng ly chía. dạ bà, bỏ chữ cua đi được. Cua là gì? Cua. Cua là ăn Tết đấy. Thường nói À. là cua chía, cái đầu từ từ cua chía tức là cái ăn Tết. Ví dụ như ủa chi nhánh ủa giao trai cha cua chía. Chi nhánh ủa giao trại cha của chía tức là Tết. Tết năm nay thì mình sẽ ở nhà ăn Tết đấy, ở nhà ăn Tết nhá, ăn Tết. Chín nhén ủa giao trại cha của chía hoặc chín nhén ủa giao trại khải pháng. Pháng của chía. Khải Pháng là Hải Phòng nhá. Khải Pháng có bộ sao là gì xe bà. Khải Pháng của chía. Cho cô ghi lại chữ Khải Pháng nha. Vậy là cái chữ này ít ít dùng nên là cô dễ quên lắm. Những cái chữ mà ít dùng là cô hay bị quên. Có bộ gì đây, bộ phụ với cả chữ bộ phương nhá. Con có chép được mấy cái chữ như này không Đăng Dương? Chữ ngoáy như này có chép được không? Đẹp anh chưa được, chữ cô Trời. đẹp. Trời. Nó lại còn biết khen cô nữa kìa. Nào ok, chúng mình bắt đầu xem nào. Một bạn hỏi và một bạn trả lời giúp cô nhá. Mình làm hai nhóm hội thoại đi. Minh Hoàng với cả Quỳnh nào. Quỳnh đâu rồi? Quỳnh im lặng quá nhỉ. Quỳnh bị out rồi hay sao à? Đúng rồi, Quỳnh bị out rồi. Thế thì Minh Hoàng với cả Hải Anh hỏi và trả lời trước nào. Nào, câu này. Đây, có cái câu ở đây, Hoàng chỉ cần đọc thôi mà. À, tức là về theo cái tết dương lịch này thì Không, chú có cái chuẩn chữ mà nỉ giao chua sờ ma đây. ok nhỉ giao chua sơn mà Tha giao đúng không? Đây này, tha giao chua sờ ma. à, tức là theo cái tranh này á à? Ừ đúng rồi, mô tả tranh này để hỏi và trả lời đấy. Ok Ừ. xin thiên lý yue truy sáng thiện Ừ. tha giao mãi sơn mà Ừ, phi thường hảo. Hai dao mãi mãi tung xị. Hả, tha giao mà ỉ xia sấy của mình thấy ở trong cái xe của bạn ấy có một ít hoa quả và à đúng rồi tung xị cũng được. Tha giao mà ỉ xia tung xị nào, mãi tung xị đúng rồi. Tha giao tiếp đi nào, nào Minh Hoàng nào, tiếp nào. Không biết là người gọi có cái gì để hỏi nhỉ? Đó. Đây, đọc tiếp dòng này cho mình là được rồi. Ok. Tha giao truy truy đã mài cả tung si. Ừ. Hải Tha Anh. truy đã mài tung si. Tha mãi Tha chạy. tha Tha suy. chai Tha suy hoặc là tha suy. tha chi tung xị chai sang tiện Tha suy sang tiền mải tung xị. tha chi sang tiền mãi tung xị Ừ. Mình các bạn nào mà chưa biết học thì chữ nỏ. Chữ nỏ ở đây là chữ ở đâu nhá, đi đâu nhá. Nỏ nỏ. Chữ đây là chữ nỏ. Nỏ là chữ giống như là chữ que nhá. Suy nỏ là đi đâu nhá, suy nỏ là đi đâu. Suy nỏ là đi đâu. Đó, suy nở là đi đâu. Tha giao suy nở mải tung xị. Chỗ này là chữ tung xị. Bạn nào mà quen thì mình nhớ lại. Tung xị là đồ nhá, đồ nói chung. Cô ấy muốn đi đâu để mua đồ đúng không? Đó, tha giao suy sang tiện mải tung xị. Sang tiện. Sang tiện là cửa hàng. Nào, các bạn nào mới nhiều từ chưa biết quá.
Sang tiền là cửa hàng nha. Cô ấy đi cửa hàng để mua đồ. Ok. Nào. Tiếp ở đây. Chỗ này Bảo Hân chắc chưa biết chữ này là mải. Mải là mua nhá. Nào, Bảo Hân với Đăng Dương làm nào. Bảo Hân hỏi đi. Mà Mama giao mày chuyện mà ừ. Đăng Dương nào. Mama giao mày mày y xia y gặp bình của Ừ, ý cỡ苹果. Ừ, phê sáng họ cái này là Đăng Dương còn biết dùng lượng từ đúng không? Ý cỡ苹果. Mẹ mẹ mua gì? Mẹ muốn mua một quả táo. Nào. Tiếp nào. Bảo Hân. Ta giao chư nợ Ừ. ta giao giao dài y yuan Y院. Nào, các bạn yuan nào mà có quên từ y院 thì mình ghi vào nhé. Y院 là bệnh viện nhé. Nhà mình có gì? Bộ 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 này là bộ thủy phương đúng không? Bộ gì? bộ phương và bộ thủy Bộ phương và bộ thủy đúng rồi. Bộ phương là cái kệ đúng không? Bộ thủy này là cái mũi tên đúng không? Bộ thủy là cái mũi tên. À, ngày xưa khi mà người ta bị trúng thương thì bác sĩ sẽ đến nhấc cái mũi tên ra đúng không, để chữa cho bệnh nhân, và đây là một cái từ để chỉ điều đó, nhấc được mũi tên ra để đặt vào cái kệ này này, thế là chữa trị được rồi đúng không? Là y y đúng không, y là còn yuan thì sao, yuan là có bộ gì đây, đây là bộ gì nhỉ? bên trái bên phải đúng không? Một cái là ấp với phụ hay sao mình ghi lẫn lộn giữa Rồi, bên trái thì là phụ nha. Cái gì bên trái thì bao giờ nó cũng bé hơn, tại vì nó không còn chỗ nào để viết nữa. Thì nó là bộ phụ nha. Bộ phụ là cái gò đất thôi đúng không? Nó chính là cái gò đất như này này. Cái gò đất nhô lên. Còn bộ ấp mà như là chữ hiếu ý. Chữ hiếu chí thì đây mới là bộ gì? Bộ gì? Đây là bộ ấp đúng không? không chữ nả hay chữ Đây đúng rồi, bộ ấp. Bộ ấp thì là một cái vùng đất được vua phong thì nó to hơn. Thì mình cũng để ý là bao giờ mà viết ở bên trái, ví dụ như là chữ yuan này, thì bao giờ cái chữ này cũng viết bé hơn. Còn chữ bộ ấp ở bên tay phải thì không còn chỗ nào để, cho nên nó tự do hơn, nó viết to hơn, thì đây là bộ ấp nha. Còn chữ này là chữ gì đây nhỉ? Đây là bộ gì? miên Bộ miên nó là cái gì đây? mấy nhà Mái nhà. Rồi. Chữ này là chữ gì? pin Đây là bộ nguyên nhá. Nguyên là cái đầu nhá. Nguyên là trong chữ nguyên thủ đúng không? Nguyên thủ là cái người đứng đầu. Đấy, nhưng mà trong chữ này nó có vai trò đứng là cái đây là hai cái chữ này nó ghép lại nó cũng có nghĩa là oán đúng không? Oán là xong rồi đấy. Xong lại, xong là động từ nhá. Động từ nhá. Từ tính của nó là động từ. Ok, một cái chữ này mà chúng ta suy ra được rất nhiều từ đúng không? Nào, mình tự tư duy xem là để nhớ chữ viện này thì làm thế nào đây? Nói chung là nó là một cái vùng đất được khoanh lại bởi vì nó là bộ phụ đúng không? Và nó là chữ yuan. Bên cạnh nó là chữ oán đúng không? Ai mà phải đi viện thì chắc là đời cũng sắp xong rồi đấy. Đúng không? Thế là mình nhớ được chữ yuan này. Tại vì chữ quán đây là xong rồi mà. Đúng không? Y Yuan là bệnh viện nha các bạn. Đây là câu bịa ra thôi. Còn mọi người thử tư duy xem. Nha. Chữ quán này. Ừ. Rồi. Y Yuan là bệnh viện nha. Rồi mình review lại một chút các bộ. Rồi. Tiếp theo nhá. Nào, chúng mình bắt đầu vào phần... Đây, mình vừa học xong cái giao đúng không? Giao là muốn cái gì và là sẽ làm và chắc chắn sẽ làm đúng không?
Và phủ định của nó là pu xiao. Ok, nào bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang phần là chuẩy. Chuẩy ở đây nó là gì? Một trạng ngữ nhá. Một trạng ngữ nó bổ nghĩa cho tính từ này. Ví dụ như là khảo, chuẩy khảo là tốt nhất đúng không? Ta wei de Hanyu shuo de zui hao. Hán ngữ của đại vệ nói rất là tốt. Mình học chữ tứa này là một cái bổ nghĩa chỉ về 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 kết quả ấy, thì nhưng mà mình chưa học đây là mình chỉ quan điểm chữ zui. Shuo de zui hao là nói tốt nhất đúng không? Hán Hán ngữ gì? Hán ngữ của đại Hán ngữ ấy, của đại vệ ấy, thì nói là tốt nhất. Tốt nhất như là zui hao, zui xi huan, là của zui xi huan chi mì phạn. Bạn nào chưa học thì cô lại chữ mì phạn là cơm, tôi thích ăn nhất, là tôi thích ăn cơm nhất. Hay là gì? Tha tự yển trinh zui piao liao, đôi Đẹp mắt đẹp của cô ấy riêng là đẹp nhất nha. Nhất à, thế mình nha, hỏi nhất. một chút về cái tên riêng ấy, Tha Wei ấy. Thế khi mà nói thế thì người Trung Quốc người ta sẽ hiểu đấy là nói cái người tên là Đại Vệ hay nói là David nhỉ, hay là để... À David nhá. Nhưng mà tất cả mọi cái mà tiếng Anh khi mà chuyển vào tiếng Trung thì nó đều chuyển thành các cái chữ như này hết ý. Ví dụ như là mình là Julia thì các bạn ấy đọc là Julia, và gõ bằng tiếng Trung là Julia. nó giống kiểu như là báo Nhân Dân ngày xưa người ta phiên âm gạch gạch ngang rồi các cái Ờ, từ có rất là nhiều từ như là Nhiều Duyên là New York đúng không? Nhưng mà khi mà dịch sang tiếng Anh này, chuyển sang Trung Quốc đúng không? Là chuyển thành New York. Và lại dịch sang tiếng Việt luôn là gì? đúng không? Niễu gì nhỉ? Niễu Duyên là Niệu gì nhỉ? ước. Niễu ước là Niễu ước. Còn như là Hoa Sơn Tuần đúng không? Washington thì chuyển sang tiếng Việt thành giờ Hoa Thịnh Đốn. Đấy, nó một cái vòng ngôn ngữ nó rất là buồn cười. Nha, để mình hiểu rằng là để tất cả mọi thứ tiếng Anh ấy khi chuyển vào tiếng Trung Quốc nó đều chuyển sang thành cái chữ như vậy ấy. Nha. Sơn Là Tan Chiến. trong văn bản nó cũng không viết nguyên chữ, tức là trong văn bản người ta viết người ta cũng sẽ không giữ cái chữ David mà người ta cứ chuyển hết thành tiếng Trung như thế đúng không? Đúng rồi. À, đấy là trong báo chí chính thức thôi. Chứ còn khi mình đi làm giao tiếp với các bạn Trung Quốc thì bạn ý vẫn gọi mình là Julia, viết như này nha. Nhưng mà bạn ý không biết đọc tiếng Anh như Julia là Ju này đâu, bạn toàn đọc là Chu thôi. Julia. Lia, bạn ý đọc mình thành Julia. Đó. Nhưng mà bạn ý vẫn gọi mình là Julia bình thường. Ok. Hay là công ty mình, ví dụ mình là FPT chẳng hạn, thì các bạn ý vẫn gọi mình là FPT công sư nha. À, đấy là giao tiếp trong thương mại với mua bán. Bởi vì các bạn mà làm việc với cả quốc tế, các bạn ý cũng rất là giỏi tiếng Anh mà. Nhưng mà khi mà vào bản địa hóa, ví dụ như là nhãn hàng này, ví dụ mình sang Trung Quốc ấy, tất cả các nhãn hàng đều chuyển thành tiếng Trung hết. Và tất cả những cái gì mình nghe được trên truyền hình đều là tiếng Trung kiểu như này, không còn một cái tẹo chữ tiếng Anh nào đâu. Ok. Rồi, chúng mình hiểu cái chữ xuê này chưa? Xuê ở đây nó là sẽ gì? Nó sẽ là bổ ngữ cho tính từ này. Và thứ hai là bổ nghĩa cho gì? Cho một cái động từ chỉ về nội tâm đúng không? Như là sĩ khoan, ai, hay là thống, hay là cao xịn nha. Cao xịn là vui vẻ, khoai lừa, của chơi khoai lừa sự cân bằng yêu ý chỉ. Đúng không? Tôi lúc mà tôi vui nhất là lúc mà tôi ở bên cạnh bạn bè. Ok, thùng xuyên mà tôi thiên tủ lắm mà. Mình hiểu chưa? Còn có muốn hỏi gì không? Nếu mà không hỏi gì, mỗi bạn đặt một câu trả câu với cả cái chữ này nè. Xuề nè. Ai nghĩ ra thì nói luôn nhá, không cần phải chờ cô gọi đâu. Của tớ bấm nhiều chơi sĩ khoan tả lán chiếu. Ừ, phê sáng hảo. Bạn của tôi thích nhất là chơi bóng gì? À, bóng rổ đúng Đúng không? rồi. Rồi, ok. Tiếp nào. Mày mà. Của chơi sĩ khoan chư níu rồi. Ừ, đúng rồi. Tôi thích nhất là gì? Ăn À, thịt bò. ăn thịt bò đúng không? Ok, hay hiểu mà. Bảo Hân, Đăng Dương. Ừ.
我最喜欢，我最喜欢星期天呢，tôi thích nhất là chủ nhật. Tôi rất thích thứ hai bảo Hân nhỉ, chủ nhật đừng nghỉ. Hả, Lâm Dương. Ừ, ok bảo Hân.我最喜欢星期三，Wow, 你喜欢星期三吗？为什么？为什么？在以后留班học ít nhất cả tuần。Đấy à, học辛苦à. Ok, Đăng Dương nào. Của妈妈 sai rồi khó chứ. À, 我妈妈做菜最好吃，对吧？对，mẹ tôi nấu ăn là ngon nhất. Hảo, phê sáng hảo. Rồi, nào hai bạn mình sẽ cùng nhau hỏi và trả lời nhá. Cái này là các bạn tự hỏi nha. Nǐ zuì xǐhuān chī de shuǐ guò shì shénme? À, bạn thích ăn hoa quả nào nhất? Ừ, cái thức cái hay là gì? Chī de shuǐ guò ở đây là cái hoa quả mình thích ăn nhất ý là gì? Shì shénme là gì nha? Cái hoa quả mình thích ăn nhất là gì? Nǐ zuì xǐhuān chī de shuǐ guò shì shénme? 我最喜欢吃的水果就是香蕉和草莓，香蕉和草莓，香蕉là chuối, còn草莓là dâu tây,葡萄là nho. À, các bạn chưa có nhiều từ để cô cung cấp cho các bạn nha. Ní葡hao萄là nho mình này. tưởng nhau là lý hao Không, à không葡萄là hồ đào đấy. à苹ní果. hao đúng苹果là táo. không Táo này. Chữ cô viết như này thì các bạn có đọc được không? Hay bé bé quá? À, ní chúng tao là quả suy ní草chúng莓tao là nho. À,草莓là dâu tây, xin lỗi nha. Xiang treo là chuối. Mình có chép được chữ này không? Có cần cô phải viết lại không? Được rồi. À, thêm cái quả gì nữa nhỉ? mí khuấy tao quả kiwi Kiwi là quả gì? mí khuấy tao mình vừa tra trên Google dịch Nó ghi như nào? mà Nó à ghi như nào? chào thì à Xăng treo. Thôi mình cứ chép đây chữ ở đây xăng có treo nhìn được đi. không nhỉ đây mí khuấy tao Không. Xăng treo là chuối. chiêu Copy dán vào chat cho các bạn đi. à không nhưng mình này Nghe. cái kia nó ở trên một cái máy khác cơ rồi mình Thế à? search trên đây là mình search trên cái máy này Đây để mình ấy cho. Quả kiwi. Mình chả bao giờ đi mua kiwi bao giờ. Kiwi. Nó là gì đây? Lê Kim Ma. Sao nó không ra nhỉ? Lekima đó là quả trứng gà đấy, không phải là quả gì. Ừ. Rồi mình chép mấy cái này vào đã nhá. Mình biết mấy từ này là được rồi để mình hỏi. Kính của. Nào, mình chép được chưa? Có chép được chữ nào khó nhìn không? Mấy chữ này đều rất là khó nhá. Xiang treo là chuối. Chữ xiang treo cũng rất là khó. Từ nào ở đây cũng rất là khó viết đi. Ví dụ như là phú thảo. Rồi. Phú thảo rất là nhiều nét. Phú thảo. Chữ thao thì cũng thế. Đây mình gửi cái từ mí khuấy tao. Ừ. Mí khấu tao. Mí khấu tao. Mí khấu Gửi vào chat à? Xem tao. nào. Gửi trong chat cho Mí khấu tháo à?
Đi khấu thọ. Ôi nhìn cái chữ này thôi bỏ đi, không Thế bỏ thèm ăn. đi. Sang Trung Bỏ ăn Quốc thôi, không kiwi thèm. mà người ta cũng hiểu mà. Đang nói đến kiwi người ta cũng hiểu. Mí khấu tháo. Mình sang Trung Quốc mình không thèm ăn kiwi nữa. Chữ này khó biết quá. Phú Thọ. Phú Thọ nghe đã thấy khó rồi đúng không? Rồi, nào, chúng mình tập nói mấy từ này nhá. Phú Thọ. Cô viết Thọ. cả pinyin cùng Phú Thọ. Phín của. Thảo mấy. Có, các con có chép được cái chữ Hán này không? Sang chào. mà trong cái mẫu này mình vẫn không hiểu lắm cái vai trò của cái từ tợ nhỉ, tức là chữ tợ. Nha, để thì mình phân tích cái này nha. Cái này nó là xuế của, nó là một cái danh từ trung tâm. Khi mà mình dịch thì mình sẽ dịch cái bên phải đầu tiên nhá. Và cái chư này này, chư ở đây là cái hoa quả mà mình ăn ý. Nhưng mà cái chư này thì có cái chữ chuê xỉ khoan, bổ nghĩa cho cái chư này là chuê xỉ khoan chư đúng không? Là thích ăn gì nhất đúng không? Nhưng mà cả cái tơ này, cả cái chuê xỉ khoan chư này thì nó lại bổ nghĩa cho cái xuế của này. Thế là cái hoa quả mình thích ăn nhất đúng không? Đấy, thế là mình sẽ như là tiếng Việt thì cái gì mà quan trọng nhất thì nó mình sẽ nói trước đúng không? Hoa quả tôi thích ăn nhất là, hoa quả là cái chữ gì? Hoa quả là cái chữ quan trọng nhất đúng không? Nhưng mà khi vào trong tiếng Trung thì nó sẽ là viết cuối cùng. Đó, mình thấy cái cấu trúc này không? Chuỵ xỉ khoan chư, thích ăn nhất đúng không? Thích ăn nhất. Chữ thích này này, thích ăn nhất. Hoa quả tôi thích ăn nhất. Hoa quả bạn thích ăn nhất. Hoa quả bạn thích xỉ khoan đúng không? Ăn nhất là gì? Sư sẩn mà là gì? Đó. Nǐ zuì xǐ huān chī de shuǐ guò shì shěn mà. Nào cả lớp mình đọc câu này nào. Nǐ zuì xǐ huān chī de shuǐ guò shì shěn mà. Chơi Nhìn xì xem nhìn chơi xì khoa xì chữ qua cái đậu của sư chuyển mạng sư sân mà là khi trả lời thì nỉ chuyển thành ủa, và chữ sấn ma này thì chuyển thành cái loại hoa quả mà mình thích nhá. Này, cái đống này thì mình nhét vào đây, ví dụ như là ủa suy xỉ khoan sư tờ suy của sư phú thọ, tôi cái loại hoa quả mà tôi thích ăn nhất là nho. Ok, mình hiểu chưa? Để mình thực hành nào. Nào, bạn nào hỏi, bạn nào đáp nào. Mọi người tự 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 nói đi. Hải Anh với Minh Hoàng nào. nỉ chơi tiểu quan là chưa tờ sấy quả chưa sấn mà chưa Sao? sấn Tôi喜欢吃的水果 chưa xảo mấy. sự, chỗ này là chữ sư nha. sư Nào. sư Nào, 100% nào. Đọc diễn cảm nào Hải Anh. tôi喜欢吃的水果是草莓 Ừ, thế chẳng hảo, đang mùa đúng không? Xin sai chưa sư xảo mấy chi chí ạ, đang mùa dâu tây. Rất là ngon và rất là rẻ. Hả? Con hỏi lại Minh Hoàng nào. Nǐ zuì xǐ huān chī de suí guò shì shénme? Wǒ zuì xǐ huān shì de suí guò shì xiàng jiào. Sử xiang giao. Hảo, ok. Nào, Bảo Hân với Đăng Dương nào. Một bạn hỏi trả lời xong rồi lại chuyển lại để bạn trả lời nhá. Đăng Dương hỏi trước đi. Nǐ zuì xǐ huān chī de suí guò shì shénme? Ừ, thấy sao hả? Wǒ zuì xǐ huān shì suí guò, shì bǔ tào. Ừ, ok, thấy sao hả? Nǐ zuì xǐ huān shì suí guò, shì shénme? Wǒ zuì xǐ huān chī de suí guò shì xì guā. Ừ, ok. Bảo Hân chú ý có tơ ở đây nhá. Mình nói là 我最喜欢吃的水果是 đó nha.
最喜欢吃的，有chữ tơ nào，他你nói một最câu喜nào。欢吃的水果是什么？我最喜欢吃的水果是草莓和香蕉。好，我们继续。cái này tự nhiên không xóa được. Nào,你最想买的东西是什么？那chỗ này có ai dịch cho cô câu này nghĩa là gì không? Bạn muốn mua cái bạn muốn mua ít hoa quả à, bạn mua hoa quả nào nhất, Không 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 phải. bạn muốn mua cái gì nhất? Cái thứ mà bạn muốn mua nhất là gì nhá? À, Nào, mình lại nhớ tung lấy cái xì chữ tung xì này là cái danh từ trung tâm này. Còn tất cả những cái thành phần ở đây nó đều bổ nghĩa cho cái danh từ này nha. Tại vì đây là cấu trúc sư sần ma, đúng không? Tung xì, chưa cờ tung xì sư sần ma, đúng không? Và cái chưa cờ tung xì tức là nỉ chơi mãi, nỉ chơi sáng mãi. Tôi bà, mình hiểu chưa? Câu này cấu trúc sư, đúng không? Tha sư sần ma. 这个东西是什么？这个东西是我最想买的，懂吗？我最想买的东西就是，一台汽车。Tôi muốn cái thứ mà tôi muốn mua nhất là một cái ô tô. Đó. Nào, chúng mình thực hành nào, nhanh nhá, nhanh để chúng mình vào bài nào. Hoàng mấy cả Hải Anh nhanh nào. Từ đây hãy gọi đi. Nǐ zuì xiǎng mài de dōngxì jiē shénme? 是什么？后面对了，是什是，么？对，OK。我最想买的东西是牛奶。好，kiểu bố bố cơm sữa，bố bỉm sữa quá nhỉ？好，好，谢谢，非常好，OK。那宝汉为当ương 呢？你最想买的？东西，你对什么的东西是什么？我最想买的东西是一个新手机。是一个新手机，一个新的手机。好，Đăng Dương cô để ý là cũng biết dùng lượng từ rồi. Là bây giờ chúng mình sẽ vào ngay phần lượng từ nha. Lèng sứ. Bạn nào chưa biết cái chữ lèng sứ này thì chúng mình chép vào nha. Mình sẽ học ngữ pháp theo kiểu từ Trung Quốc. Việc này nó tốt cho việc sau này mình tra cứu bằng tiếng Trung Quốc. Mình không phụ thuộc vào bản dịch nữa. Nào, lèng sứ là lượng từ nhá. Lượng từ như là cái con, đúng không? Chiếc đó là lượng từ. Miếng xứ nha các bạn. Cái này nó là từ tính nhá. Từ tính là danh từ, động từ, đúng không? Tính từ, danh từ, động từ, đúng không? Là miếng xứ. Chữ này là miếng xứ. Miếng xứ nghĩa là danh từ nhá. Miếng xứ là danh từ. Và thường là gì trong một câu cấu trúc câu thì miếng xứ thường làm vị trí gì nhỉ? Danh từ thì thường làm vị trí gì trong câu? Chủ ngữ, Và thân đúng rồi. ngữ, Đúng rồi, nó cũng có thể làm vị ngữ nữa. Ok. Rồi, lượng từ thì sao? Lượng từ thì nó sẽ là dùng trong trường hợp nó là có số từ nhá. Cái ví dụ như là chữ chỉ ở đây hoặc là có là san. Sứ nó là số từ nhá. Số từ nhá. Cộng với cả lèng sứ đúng không? Là lượng từ và cộng với danh từ để làm một cái cụm. Một cụm danh từ. Một cụm danh từ này có thể giữ vai trò làm chủ ngữ hoặc là vị ngữ trong câu. Nhưng bây giờ mình sẽ tập trung vào hỏi học về cái chữ chỉ cộng với lèng sứ cộng với miếng sứ là như thế nào nhá. Nào chúng mình cùng đi vào. Ví dụ như là chỉ cơ rấn nha, chỉ cơ rấn là gì? một Là vài người đúng không? Chỉ nghĩa là vài,
hoặc là mấy, là vài người, chí bẩn su là gì, vài quyển sách, và chỉ chư mao là mấy con mèo. Và chữ chỉ ở đây nó là một cái như là sum ấy nhá, giống như sum nó là một vài và lớn, thường là lớn hơn, chắc chắn là phải lớn hơn một rồi đúng không, chỉ. Và trong trường hợp này cũng có thể là một cái số cụ thể là 10个人 đúng không, 20本书. Nhưng mà nó cũng có thể nói là 10几个人 nhá, mình cũng có thể nói là 10几个人. 10几个人 là có mười mấy người nhá, nó giống tiếng Việt mười mấy người, hoặc là hai mấy người, 20几本书, hai mươi mấy quyển sách, 几十只猫, vài chục con mèo, vài chục nhá. 10 ở đây mình sẽ dịch là vài chục con mèo, mình không nói là vài 10 con mèo đâu nhá, mình sẽ nói là vài chục con mèo, chỉ sứ chư mao. Ok, mình hiểu nó là được nhá. Ở đây là lượng từ thì ví dụ như là rấn thì đi với cựa, su thì đi với bẩn nha. Bẩn ở đây nó là một cái lượng từ, nó sẽ dùng với cả sứ điển như là từ điển này nha, nó là một cái đóng lại có gáy, thì tất cả những cái gì mà đóng lại có gáy thì đều là bẩn nhá. Đi với cả bẩn, nó đi với những cái quyển, nó liên quan đến quyển hoặc là tập nhá. Bẩn su, bẩn dự đúng không, bẩn dự là gì, quyển quyển vở. Trư thì nó là đi với cả những cái gì mà như ví dụ như con mèo, cái trư thường là nó một cái nắm ấy, nó giống như là một cái nắm tay ấy nhỏ nhỏ, những cái thứ cái gì mà nhỏ nhỏ hay là con vật ấy thì nó hay dùng trư, trư mao đúng không, y trư mao nào. Rồi ok, mình đi tiếp nha. Nào. Nào, trong trường hợp về tua thì sao? Sự cơ tua xiao sứ. Sự cơ tua xiao sứ. Nó là những cái từ là hơn 4 giờ. Nhưng mà trong trường hợp này thì mặc dù là hơn 4 giờ nhưng chắc chắn là sẽ nhỏ hơn 10 nhá. Cái từ tua ở đây nó là như vậy đấy. San cửa tua xin si là hơn 3 tuần nha. Hơn 3 tuần, cái chữ này tua ở đây là hơn, mọi người ghi vào này. San cửa tua xin si hơn 3 tuần. Liệu cửa tua yue nào, liệu cửa tua yue là hơn 6 tháng. Mình phải ghi vào, mình sẽ ghi cấu trúc này vào nhá và mình dùng cho quen đúng không? Thế còn hơn 3 năm thì là gì? Sao cứ chua niên. San nian tua. À, trong trường hợp này là san nian tua. San tua nian à. San tua nian mình ít khi dùng thật. Không vậy trong trường. Nian thì nó lại không có lượng từ mọi người ạ. San nian thôi. Trong trường hợp này thì nó lại hơi đặc biệt. Ok, mình sẽ hỏi cái khác cho dễ nha. San thiên, thiên cũng lại không có lượng từ đâu mọi người ạ. San thiên thôi, không có san cửa thiên nha. San thiên thôi nhá. San cửa sinh chi thì được. San tua cửa sinh chi. Nhà thêm thêm tua vào là thêm, nó là một cái số từ dưới 10 thì mình sẽ dùng từ tua nha. Cái này chỉ ghi nốt lại này để mình nhớ thôi nhá. San cửa tua sinh chi, cả lớp mình đọc để cho nó có cái khái niệm nào. Sự cửa tua xiao sứ, đọc theo cô nào. Sự cửa tua xiao sứ San cửa tua xin chi, san cửa san tua cửa sinh chi tua xin chi, liệu cửa tua yue, liệu liệu cửa cửa tua tua yue. yue. Ok, rồi mình đến cái phần này nha. Nào, trong hợp tua ở đây nó sẽ gì, nó là gì, lớn hơn 10 đúng không. Sứ chỉ tua cơ yue, sứ tua cơ yue nha. Trong trường hợp này nó sẽ là hơn mười mấy tuần đấy. Hoặc là gì? 20几多块钱. Hơn 20 mà hơn ha, gọi là hơn 20 mấy mấy đồng tiền đấy, đồng tiền nhá. 20多块钱 là hơn 20 đồng. Nhưng mà ở đây lại còn có hơn 20 mấy đồng cơ. Đây đúng không? Ví dụ chưa, 20几块钱 à, 20几 là gì? 20几 là gì nhỉ? Nhưng mà mình không gọi 20几, 20几多块钱 cũng vẫn được cơ.
trong trường hợp này vẫn được cơ. 20 chỉ tua khoải chén, tức là hơn 20 mấy đồng tiếng Việt mình vẫn có mà đúng không? Rồi. 30 chỉ chư mao là gì? 30 mấy con mèo đúng không? Ừ. 30 tua chư mao nghĩa là hơn 30 con mèo đúng không? Cái từ tua là hơn, còn cái này nó có nghĩa là mấy nhá. Mấy tức là cái từ mấy này là nó dưới 10 đấy, nhưng mà tua thì chắc là cũng không biết được là bao nhiêu đâu. Chỉ thì thường là nó dưới 10, mọi người chỉ cần nhớ cho cô như thế thôi. Như thế cái này san sứ chỉ trư mao thì chắc chắn là nó sẽ gì? Nó sẽ ít hơn 40 nhá. San sứ chỉ thì chắc chắn là ít hơn 40, mình cứ nhớ chỉ là dưới 10 là được. Còn tua thì không biết được đâu nha. San sứ tua mao thì có san sứ tua chư mao thì có khi là 50 con mèo đấy nha. Cái từ tua này nó là sẽ là có thể là lớn hơn 10 nhá, nhưng chỉ thì sẽ là dưới 10, thế là được, mình nhớ thế là được thôi. Nào, nhỉ, ủa mình pan hiểu tua sao cơ学生, ủa mình pan là gì? Lớp chúng mình có tua sao, có bao nhiêu bạn tua sao. Nào mình học chữ tua sao là từ để hỏi nhá. À, mình có nhớ chữ tua sảo này không? Tua sảo là tua sảo chén đúng không? Ví dụ như là y chin sấy của tua sảo chén, một cân hoa quả bao nhiêu tiền đúng không? Ở đây là lớp mình có bao nhiêu học sinh? Nào, chúng mình thực hành với cái câu này nhá. Hai bạn hỏi với trả lời giúp cô nào. Nào, mình nhanh miệng thì mình đọc trước đi để cho mình đi nhanh nhá, không phải chờ cô giáo đâu. Phan, phan hiểu tua sào cưa xuôi sông. Ừ. Của mân ban nhậu pa cơ sợi sừng. Ừ. Họ. Tua. Ok, hả? Mình thực hành về tua nào. Kiểu hơn 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 30 người đi. Hơn 30 người thì nói như thế nào? Của mình ban hiểu gì? 30 tua cơ学生đúng không? Của mình ban hiểu 30 tua cơ学生. Ok. Nào, Đăng Dương với Bảo Hân nào. Tua ta là nào. Tua ta là chắc chắn là lớn hơn 10 nhá. Nào, Đăng Dương hỏi để Bảo Hân trả lời nào. Nì cơ cỡ tua ta là cơ cơ tua ta. À, chữ tua ta ở đây thì là hỏi tuổi đấy, là anh trai bạn mấy tuổi rồi. Dạ, chắc cái này anh này chắc chắn là hơn 10 rồi. Tha tha sử liêu xây lợi chẳng hạn. Tha sử liêu xây lợi nha. Anh ấy gì? 16 tuổi rồi đúng không? Rồi. Tha sử liêu xây lợi. Ok. Hoặc là gì? Tha sử liêu tua xây lợi. Đúng không? Anh ấy hơn 16 tuổi rồi thì nói thì tha sử liêu tua xây lợi. Ok. Tha sử liệu tua xây là ok. Rồi, chúng mình đi tiếp. Nào. Nì tờ y phủ chân piao lẹo. Tua sảo chén mải tờ. Bộ quần áo này chân tờ đúng không? Chân piao lẹo. Chân cũng là một cái từ như là một phó từ để bổ nghĩa cho cái piao lẹo này là thật là đẹp. Bộ quần áo của bạn thật là đẹp. Bao nhiêu tiền nó đúng không? Chân này có phải trong cái từ chân ái không? Đúng rồi, chân ai đó. Rồi. Nào mình trả Chân. lời câu trả lời, cho cái câu hỏi này như nào. Chưa chuyện. Nào mình thử xem nào. Ê. Chưa chuyện y phụ. À, hơn 80.000 trả lời như thế, hay là hơn 300.000 đi nào. Chân bay
100.000 thì nó lại là hơn 30 vạn đấy. Hơn 30 vạn. Hơi hơi nhiều nhưng mà tiền Việt thôi. San. Quản. San quản. 30.000. 30.000. San shi. À, san shi tua wan. San shi wan. San shi tua. San shi tua khoai chén. Thôi dùng từ này cho dễ nhá. Khoai chén. San shi tua khoai chén đi. Mình cứ dùng một con số giả định nhá. Mình dùng một con số. San shi tua khoai chén. San shi tua khoai chén nào. Mình có từ khoai ở đây là bổ nghĩa, là cái lượng từ bổ nghĩa cho cái danh từ tiền đúng không? Và mình có con số này xong rồi tua và đến khoai nhá. Hoặc là mình có nói là shi chỉ đi. Shi chỉ. San shi chỉ khoai chén cũng được nhá. San shi chỉ khoai chén là hơn 30 mấy tệ đấy nha. Chỗ này mình có hiểu không? Cái này nên liên quan đến tiền, cô giáo cũng không giỏi đâu. Nào. San shi tua khoai chén. Thường thì tiền Trung Quốc nó là 1 yuan là một cái khoai đúng không? 30 đồng ở đây thì cũng hơi rẻ nhưng mà kiểu mình dùng con số giả định thôi. Ở đây san shi tua thì nó sẽ nghĩa là gì? Có thể là hơn hơn 40.000 đúng không? Hơn 40 tệ đấy. Tại vì là tua mà. Nhưng mà cô nói là san shi chỉ khoai chén thì nó sẽ là bao nhiêu? Thì nó sẽ là gì? Nó là sẽ tầm bao nhiêu tiền nhỉ? Giữa 30 40. Đúng rồi, nó sẽ là giữa 30 đến 40 đúng không? Nó sẽ chắc chắn là nó lớn hơn 30 nhưng mà nó sẽ gì? San shi chỉ. Nó sẽ nhỏ hơn 40 nhá, để mình hiểu cái chữ chỉ này bản chất của nó là gì và tua là gì thì nó cũng sẽ dễ thôi đúng không? Giống kiểu như là 3x, x tiểu học hay là x trung học cơ sở. Đấy, ok. Nào, thôi chúng mình vào bài nhá. Nào, chúng mình nghe bài trước xong rồi chúng mình sẽ trả lời cho câu hỏi nhá. Thứ nhất là nán tợ sẻng suy nó lủy yếu là gì? Cái bạn trai thì muốn đi chơi đi du lịch ở đâu nhá? Suy nó lủy yếu. Và thứ hai là trả lời câu hỏi lủy tợ chuế tợ sấn ma sứ hầu suy bể chinh lủy yếu suy khảo. Còn bạn nữ thì cảm thấy là khi nào đi Bắc Kinh du lịch là tốt nhất đúng không? Nủy tợ chuế tợ sấn ma sứ hầu suy bể chinh lủy yếu suy khảo. Và câu hỏi thứ ba là quê sấn ma chiều yue suy bể chinh lủy yếu suy khảo. Vì sao mà tháng 9 đi Bắc Kinh du lịch là tốt nhất? Chúng mình cùng nghe nhé.第一课，九月去北京旅游最好。Lesson 1. September is the best time to visit Beijing. 课文一，在学校。Text 1. In the school. 我要去北京旅游，你觉得什么时候去最好？九月去北京旅游最好。为什么？九月的北京天气不冷也不热。mình nghe New được words. nhiều không? Lý Chiều do. quay cả bảy chiếc Bù lợn也不热đúng không? Nào, nán tơ sẻng suy nó lủy yếu, Bảo Hân. Cái giọng bạn trai ấy là bạn ấy muốn đi đâu nhỉ? Beijing. Bảy chiêng. Ok. Hải Anh lủy tờ chuế tờ sớm mát sớm hậu suy bảy chiêng lủy yếu suy hảo. Hải Anh. Hiểu
Bạn nữ thấy là đi đến Bắc Kinh du lịch mùa nào là tốt nhất nhỉ? Đăng Dương. Triều Nguyên. Nghỉ ra lì nghỉ ra rồi đó chiều dưới truy Bắc Kinh lưu du Ừ, nhủy tợ, chỗ này là nhủy tợ. Nào, băng dơ đọc tốt lại, nhủy tợ. nghỉ đã à nghỉ đã Ừ, chỗ này là nhủy tợ là tức là một cái dùng là phía cô gái nhá, phía cô gái. Nán tợ là phía bạn trai nhá. Chuế tợ, chỗ này chuế tợ nhá. Chuế tợ. Rồi, ok. Hải Anh vừa nãy cũng nói là Triều Yue là đúng rồi. Miếng khoáng, quay sớm mà Triều Yue chứ phải chinh lủy yếu xoay khảo. Chiều ấy, Yue, Yue. bảy chiêng cho binh chư binh chư sâm binh chư bú bú lông y bú rượu Ừ. Chiều Yue từ Bắc Kinh thiên chi thiên chi khẩn khảo bù lợn dễ bù rượu. Là chúng mình đọc bù lợn dễ bù rượu. Rồi. bú lông yeah. Đi y khờ Rồi, Bù lòng chúng mình dừa ừ. Nào, chúng mình đọc theo cô nhá. À, Wǒ yào qù Bèi Jìng rǔ yǒu, nǐ jué de shénme shí hòu qù zuì hǎo? Nào, cả lớp mình đọc đi. Mình Wǒ cùng đào đồng thanh nào. yào qù Bèi Jìng rǔ yǒu, nǐ lǐ jué Nghỉ de shénme shí chế hòu tự qù zuì cái sự hǎo? Shénme shí hòu qù zuì suy suy tuyệt hảo. hảo Ừ. Chiều Yue Chuy Bảy Chinh Lủy Yếu Tuyệt hảo. chiều chơi Chiều chơi Yue Chuy Bảy Chinh Lủy chơi Yếu Tuyệt chơi hảo. Lủy Yếu Lủy Y Y Lủy Yếu Lủy Yếu Tuyệt hảo. Vì sao? Ừ. Quay sầm mà quay Chiều sầm Yue mà ở Bắc Kinh thiên chi bù lạnh dễ bù rượu. chiều Chiều đưa tới Yue Bắc ở Kinh Bắc Kinh thiên thiên chi thiên chi bu lạnh bù dễ lạnh bu dễ bu rượu thiên chi bù lạnh dễ bù rượu đúng không? Thời tiết thì không nóng cũng không lạnh đúng không? Thứ nhất là gì? Ủa, mình phải nhớ mình gạch chân những cái từ quan trọng nha. Chuy Bảy Chinh Rủy Yếu. Rồi, chế tợ. Sớm mắt sứ hậu, chơi khảo. Chiều Yue, đúng không? Chuy Rủy Yếu, chơi khảo. Quên sớm mắt. Chiều Yue tờ Bảy Chinh Thiên Chị. Bù lẩn dễ bù rửa. Đấy, mình gạch chân những từ quan trọng nha. Bây giờ mình đọc mà không có phiên âm nào. Nghỉ yào chuy bảy... Ủa yào chuy Bảy Chinh Rủy Yếu. Ở lớp mình đọc đi. Wo yao Wǒ qù bèi yào jiāng qù Bảy rǐ Chinh Rủy Yếu. yǒu, Bảy rǐ Chinh nhá. Bảy Chinh nhá. Bảy yǒu. Chinh. Bảy jiāng. Ừ. Nǐ jué de shénme shí hòu qù zuì hǎo? Nghỉ xuế Nǐ tè jué shénme de shénme shí shí hòu hòu qù zùì hǎo? suì hǎo. Qù bèi jiāng suì hǎo. Chiều Rǐ Yue hǎo. qù Bảy Chinh Rủy Yếu zùì hǎo? Chiều Chiều Yue Yue qù bèi jiāng Bảy rǐ Chinh Rủy yǒu Yếu zùì suì hǎo? phải khảo Khảo, nhớ chữ suy khảo khảo, tuyệt khảo, suy suy tuyệt khảo. khảo Vì sao mà? vì sao Vì sao mà? Chiều Yue từ Bắc Kinh thiên chi bù lạnh dễ bù rượu. Chiều chiều Yue chiều từ yên tới Bắc bảy Kinh chiêng thiên chị thiên bu chi lặng bù lạnh dễ bù bu rượu. rượu bu rượu Ok, Mình khoảng hứa khải yên thống xuế tuyệt hoa bà. Mình khoảng thêm xem quân bà. Wǒ yào qù bèi jiāng rǐ yǒu, nǐ xuě zè shénme shí hòu qù zuì hǎo? Chiều Yue qù Bảy Chinh Rủy Yếu zuì hǎo. Wěi shénme? Chiều Yue tờ Bảy Chinh thiên chỉ bù lẩn dễ bù rửa. Lẩn mà bù lẩn hay là bù lẩn Bù lẩn. bù lẩn Bu lận.
Ừ, mình nhớ là chữ pu này này, nó chỉ là pú tuệ, nó chỉ đi với thanh bốn thì nó mới đọc là pú nha, còn tất cả các trường hợp khác nó đều đọc là pu nha, nhớ nha. Pu đi với gì? Pu khảo, pu khứa cứa nó là thanh hai đúng không, pu khảo là thanh ba đúng không, pu suy thì là chữ suy này cũng là thanh bốn, bốn này nó chỉ là thanh hai khi đi với thanh bốn nhá, còn các trường hợp còn lại là pu thì đi thanh một này, gì thanh hai thanh ba đều là pu. Ok nào, tân giảng khứ bảo xin bà, tân giảng xin vận. OK. Ừ. 9月去北京旅游最好。为什么？9月的北京天气不冷，也不热。Ừ, Bảy Chiêng. Bảy Chiêng. Ừ, rồi, ok. Bà Hân mới học mà theo được như này là rất là tốt nha. Nào, chúng mình nghe tiếp bài hội thoại thứ hai nha. Và bây giờ mình sẽ lắng nghe. Mình đọc qua nè. Nán tờ chơi xỉ hoan sẩn mai yun tung. Nào, mình nhớ chữ yun tung là gì nhỉ? Động sport Vận thể động. thao thao đúng không? Thể thao đúng không? Tha chơi xỉ hoan sẩn mai yun tung. Anh ấy thích nhất đúng không? Môn thể thao nào? Sẩn mai yun tung. Thể thao nào? Tha mà sẩn mà sử hầu suy thi chủ chiếu. Cái này suy ra ngay là nói là tha chơi xỉ hoan sẽ thi à, chủ cho mình chiếu các hỏi bạn. đấy, cái từ nán tợ với cả nỉ tợ như lúc nãy nó nghĩa là theo ý của anh ấy à? Hay là như nào, hay là Không, nán tợ thì chỉ thay thế cho cái hi thôi, nó nghĩa là hi nhá, hoặc là she nhá, thế hi khác nghĩa gì với là cả cái từ tha nhỉ, nãng tợ với cả tha cũng được. Nhưng mà tại sao ờ họ lại không dùng tha ở đây đúng không? Bởi vì có một giọng nam và một giọng nữ, họ muốn phân biệt à. cái giọng giọng nói của bạn nam ấy nhá. Trong trường hợp này là giọng nói của bạn nam. Tha mà sớm mà sớm hầu suy thi dù xíu, mình sẽ hỏi trả lời câu hỏi đấy nhá. Anh ấy khi nào thì đi đá bóng, họ đúng không? Tha mà là họ khi nào thì đi đá bóng. Nán tợ xa ủ xẻo suy thi dù xíu mà. Buổi chiều thì cái giọng nam đấy có, cái bạn nam đấy có thích đi đá bóng không? Mình cùng nghe nào. 课文 2 看照片 Text 2 Looking at a picture 你喜欢什么运动? 我最喜欢踢足球 下午, 我们一起去踢足球吧 好啊 New words 运动。OK, câu 1, nán tờ chơi xỉ hoan sở mang yên tụng. Hải Anh nào. Tha chơi xỉ hoan thi chú chiếu. Ừ, phê sáng hảo. Đăng Dương, tha mà sở mà sở hậu suy thi chú chiếu. Đăng Dương. Em quên mình đấy. Tha mình xa ủ chú thi chú chiếu. Ừ, tuệ. Tha mà xa ủ y chỉ chuy thi chú chiếu. Mình nghe là na ủ mà xa ủ y chỉ chuy thi chú chiếu bà. Tuệ bà. Họ. Mình hoàng thú xuế. Nán tờ xa ủ xẻo chuy thi chú chiếu mà. Mấy cái bạn nói là khảo Ừ. Thì mình sẽ trả lời là tuổi sư tử hoặc là tuổi tử, sư tử. tuổi Xong rồi có thể nhắc lại là nán tờ xa ủ thẳng xẳng chủy thi chú chiếu tử, nán tờ xa ủ xẳng chủy thi chú chiếu tử. Ok, nào mình cùng nghe, mình có cần nghe không? Thôi nhé, mình vào bài nha. Nào, mình đọc phiên âm trước nha. Ní xỉ hoan sẩn ma yun tùng. Ní xỉ hoan sẩn mơ Ní yên. mà vinh tùng. Ní xỉ hoan sẩn mơ yên tùng. 我最喜欢踢足球。我我最喜最喜欢欢踢踢足足球。球。下午，我们一起去踢足球吧。下我午我们们一起一起去踢足踢球足吧。球。
Khảo á? Cái chỗ này bị, chỗ Khảo này bị chữ thiếu chữ xà ủ. Chỗ này bị hơi bị thiếu chữ xà ủ. Ok. À, xin lỗi mọi người nha, thiếu chữ xà ủ ở đây nha. Xà ủ ở đây. Xà ủ. Ok, xà ủ. Xà ủ. Ủa mà xà ủ. Một bên chị Chỗ này xà xuy. Cái này bị sai nha. Xà ủ mà y chỉ chỉ thi chủ xíu bà. Chỗ này bị gọi bị sai đấy. Xà ủ mà y chỉ chỉ thi chủ xíu. Hả? Ok, chúng mình bỏ đây. Xà xuy đúng không? Chỗ này bị sai này. Rồi. Ok, chúng mình đọc không có phiên âm nào. Ok, Bảo Hân với Đăng Dương đọc nào. Đăng Dương hỏi trước. Nhỉ. Nǐ xǐ huān shénme juàn dōng? Tôi chơi xì hoan thi thi chủ chiếu. Sa sa yǔ wǒ men yì qǐ qù tì zù qiǒ bā. Hảo À, đây là xà ủ nhá, không phải là xà ủy. Xà ủy lại thành trời mưa rồi. Xà ủ là buổi chiều nhá. Mình ôn lại một chút là gì? Sang ủ đúng không? Sang ủ là buổi gì? Trung ủ là buổi gì? Buổi Buổi trưa, trưa. Rồi, xà ủ là buổi gì? buổi chiều, Rồi, oản sang. buổi tối. Đó. Ok, đó, mình ôn lại một chút về HSK1 nhá. Có cả chào sang nhá. Chào sang. Chào sang là sớm từ 5 đến 8 giờ đấy. Là sáng sớm đấy. Còn sang ủ nó là phải 9 giờ đến tầm gần 12 giờ rồi nhá. Còn trung ủ thì sẽ là 12 giờ đến 13 giờ nhá. Đó. Còn xiao ủ sẽ phải là tầm 13 giờ đến tầm 18 giờ là tầm 6 giờ tối đấy nhá. Và tối thì mới bắt đầu là từ 7 giờ tối nhá. Đó, mình nhớ lại cái mốc thời gian. Ok, Minh Hoàng với Hải Anh đọc nào. Yun tung, yun tung. Nǐ xǐ huān shénme yūn dōng? 我最喜对，欢踢足球。下午我们一起去看，去踢，足球吗？足球吧。下午我们一起去踢足球吧。下午我们再一起去一下踢足球吧。好啊。嗯，rồi, ok. Thôi hôm nay lớp mình tạm học đến đây nhé. Buổi sau mình sẽ học tiếp hai Okay. cái text tiếp. Mình review lại một chút là có từ mới này là mình cần nhớ này. Và mình học cái cách sử dụng với yao và bu xiang. Và mình phân biệt với bú yào với bú xiảng là khác nhau nhá. Bú yào là một cái sự gọi là không đồng ý, kiểu như là một không cho phép. Còn cái yào ở đây là muốn và sẽ làm. Còn xiảng thì sẽ là muốn nhưng mà có thể là không làm nhá. Còn phủ định của yào là bú xiảng. Với cả mình dùng cách hỏi với cả sứ chỉ đúng không? Sứ chỉ với gì? Sứ tua là khác nhau như nào? Mình nhớ là chỉ thì là dùng dưới 10, còn tua là trên 10 nha. Đó. Và mình học cách dùng với chuẩy. Mình nhớ cách dùng với chuẩy. Chuẩy là đi cùng với cả một cái tính từ đúng không? Của chuẩy tha của ma mà sư chuẩy khảo mẹ là tốt nhất. Và có thể đi cùng với cả các cái động từ nó chỉ về nội tâm đúng không? Diễn biến nội tâm như là sĩ hoạn, chuẩy sĩ hoạn. Đó, đấy là cái nội dung chính mà mình cần dùng học. Và mình nhớ một chút với cả một số lượng từ nhá. À, một số lượng từ như là cưa này, y chư gì, y chư gì, mau đúng không, y chư mau, y bẩn su, một quyển sách đúng không, và gì y cưa gì, y cưa thì dùng chung rồi, đấy, đấy là một số cái nội dung mình cần nhớ nha. Được rồi, ok, jin tian de ke jiu dao ci xie shu ba, wo men xia ge zhe ge zhou ri jiu shi wo men fang xia de shi jian dui ba. Chủ nhật tuần tới này là mình sẽ được nghỉ nha các bạn. Ok. Ok. Mình có thể nói là xin niên khoai lừa và tôi ạ. Thế chưa? Hảo, ok. Xin Thế xin ạ. chưa? Hảo. Ừ, thế chưa?
Ừ, bye bye. Cô chào cô. Ừ, cô chào Trâm Anh nha. À, Bảo Hân, cô thấy con cũng theo tốt đấy. Bảo Hân ạ. Con chỉ nhớ con là kiểu con chỉ nhớ đúng lúc đấy, xong rồi khoảng một tuần sau nếu mà con không xem lại con sẽ quên. Đúng nhưng rồi. mà nhưng mà cái chữ con viết nó lạ Ừ, thế thì phải chụp lắm. ảnh cho cô xem lại xem nào. Sao mà chữ đến lúc đọc lại là không đọc được chữ thì đúng là kinh thật đấy. Đâu con viết nhưng mà cái chữ trên máy tính hình như nó khác hay sao ấy. Thế Chữ hả? cô viết nó khác, xong rồi chữ trên máy tính có một cái âm mà nó dẹt đấy cô. Bình thường nó vuông xong rồi trên máy tính nó dẹt ấy. Đúng Thế là rồi. con không thấy. Ừ đúng rồi, ừ đúng rồi. Thế là con phải dần dần làm quen với chữ của cô ở trên máy tính với cả chữ ở trên người ta viết đúng không? Là phải phân biệt. Rồi con sẽ quen thôi. Nhưng mà cô có viết đâu nhở? Cô hầu hết là đều cho con chép theo cái trá từ điển mà. Vâng ạ. Còn lúc đấy Thế cô viết còn cô lên 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 cái gì trái xong rồi cô theo từng bước viết đi cô. ừ ừ đúng rồi, thôi con mới học nên là chuyện đấy cũng là dễ hiểu thôi nha. Nhưng mà cô thấy con theo ổn đấy, cũng kinh phết đấy nha. Không hiểu sao mà cũng theo được. Thôi cứ cứ tiếp tục cố gắng thôi, cô chúc con thi học kỳ tốt nhá. Dạ vâng. Ừ bye bye. Ô, con học lúc này tiếp mà. Gì ở đây nữa nhỉ? Cô hôm trước cô bảo là con học tiếp lúc này tiếp. À đâu, lúc này con thích học thì học thôi, nhưng mà thời gian thôi đi nghỉ đi. Học thế thôi, học nhiều làm gì. Học Dạ, thế thì thôi, đi con đi nghỉ đi ôn nha. thi. Ừ, thôi đi Con đi ôn ôn đi thi. nha. Bye bye. Lão sư chơi chiên. Bye bye, chào chị ạ. Nín hảo. Nín Ừ, hảo. chào nhi nghỉ hảo. Chi thiên xin chi chỉ. Hôm nay là thứ mấy nhỉ? Xin tiền xin chị à. Ừ, sao mà hôm nay là thứ mấy? Ba cô. Xin chi Xin chín thiên xin chi chín thiên sai. xin chi R đúng không? Con nói từ nãy con nói o rồi, cô bảo là cô cười, cô bảo là ớ. R nào, con đọc theo câu được không? Chín thiên xin chi R. Xin tia xin chị à. Ừ, đúng rồi. Ok, Phương Nguyên ý hả? Con nhớ ra là trẻ con phải nói nín hảo cho người Đúng lớn. rồi, đúng rồi. Con phải nói nín khỏ. Phương Nguyên, chim thiên chỉ月chỉ khỏ. Chị Phương Nguyên đang lắp tinh của giờ chị lắp tinh xong. Phương Nguyên ơi. Chờ chị, mạng chị kéo thức dậy. À thế hả? Hoặc là chị tắt mic. Ừ. Mà tóc mình phải có dấu chứ ta. Phương Nguyên ơi, Phương Nguyên có đó không? Để con gọi thử. Chị Phương Anh ơi. Cô không nghe thấy à? Ừ. Giọng chị nhỏ thế, em nhớ bình thường là chị to. À, Phương Nguyên ơi, con đặt mic sát vào miệng đi thì cô mới nghe được. Cả Trâm Anh cũng không nghe được nè. Ơ, con nói to lắm rồi này. Bố Ừ cô là không, bố nghĩa là Trâm Anh cũng không nghe được Phương Nguyên nói đúng không? con không nghe là tiếng chị Học Phương Uyên nói 2 lần rồi, con vẫn chưa nghe thấy gì được cả. Chị nghe là số 0 quá. Ừ. Hôm nay chúng mình sẽ là vào lesson mới rồi. Bây giờ mình hỏi thêm nhá. Nghỉ chu chai nọ. Nghỉ chu trai nọ. Ừ. Nghỉ chu chai nọ. Nghỉ chu trai bánh chinh. Ủa chu chai Bảy Chiêng. Ủa chu Ủa. chai Khứa này. Tôi bà. Việt... Ủa chu Đây chai có Việt Khứa Nam này. mà cô. Việt Nam trong tiếng Hàn là gì cô? Yue Nán. Ủa chu chai Yue Nán. Ủa chú trai duyên là người tôi đang ở Việt Nam đúng không cô? Ừ. Rồi, ok. Con thấy đọc nhạc. Ừ. Nước mà con hay đi như nước mà con hay đi nước chính là nước Việt Nam. Ừ. Rồi. Vì bình thường tầm ngày là bọn mình toàn đi Việt Nam nhiều nhất vì Ừ, mình đang ở Đà Nẵng. ok. Chúng mình hôm nay sẽ sang lesson 7 nhá. Ôi cô, hôm nay Ừ. lớp mình bạn hôm lâm hôm nay lớp mình có bao nhiêu người ấy cô? Lớp mình hôm nay chắc có 2 bạn thôi. Rồi.
Thế hôm nay học bài gì hay học bài mới cô? Hôm nay chúng mình sẽ vào lesson 7, các con mở lesson 7 ra để chúng mình học nhé. Ok. Từ tuần sau là thứ hai thì các con vẫn được nghỉ này nha. Chủ nhật Vẫn tuần sau các con cũng được nghỉ nha. Thế bây giờ con vẫn đang biết là chị chuyển lớp rồi cô ạ. Thực ra là Chi nghỉ để ôn thi con ạ. Không cô chị chi trong Enterlink ấy. À ừ đúng rồi, chị ý nghỉ chuyển lớp con ạ. Chị ý lên Chuyển lớp lớp cấp 2. mà có cô đơn quá cô, con cô đơn quá cô ơi. Thế à, thế con đã làm quen với bạn mới chưa? Chỉ có chị Yến thôi, cái chị Yến là cái chị hồi xưa cũ rồi. Ừ. Toàn là mấy bạn cũ thôi, chỉ bớt mỗi chị Chi và anh Adam thôi. À, Adam là tên tiếng Anh nhưng mà cô không biết là có phải Xuân Khánh không? Xuân Khánh là đúng rồi cô. Anh đấy À. còn lúc đầu anh đấy đặt tên là COVID-19, bây giờ anh chuyển thành Adam. Ừ, Adam và Eva à? Anh chỉ thấy Adam thôi, còn Eva thì không có trong lớp con. Ừ, rồi. Thôi hôm nay chúng mình Lớp vào. con có chuyện, lớp con có thằng Fred này, con Chắc này, Thái này, và con hay gọi anh Thái là Biến Thái. Tiếp theo là anh tiếp theo thằng Fred đây là cái thằng cùng tuổi cùng lớp 4 ở học trường cùng con, nhưng mà mỗi À. chị Yến là chị cao tuổi hơn con một tí, cao tuổi 1 tuổi. Mấy cái À. anh chị này toàn cao 1 tuổi thôi à, À thế hả? À. nhưng mà có một người bằng tuổi con là chính là con Fred, là Xuân Khánh ấy cô. À, Ờ Xuân Xuân Phúc, Khánh Xuân cũng Phúc. hơn tuổi con. Xuân Phúc, Xuân Phúc, Xuân Phúc, con nhầm. Ừ đúng rồi. Xuân Phúc thì nào bây giờ các con viết lesson 7 vào nào. Và bây giờ năm nay là cái năm mà Xuân Phúc ngủ nhiều nhất. Thế hả? Cứ nhắc đến giờ học là Xuân Phúc ngủ đến đến khi nào cũng không biết nữa. Ngủ nhiều lắm công cô ạ, công nhận là nhiều Ừ. lắm cô ạ, nằm Thế đi. à? Nào bây giờ mình chắc là cô out ra xong vào lại nhá. Sao cô? Bởi vì hay là thôi kệ vậy. Nào bây giờ mình chép cho cô bộ hòa vào nhá. Bộ hòa. Bộ hòa là cái hình một cái bông lúa chữ chữ bông ấy. Nó cúi xuống đó thì mình có thứ là bộ mộc này xong rồi có cái đầu đen bộ hòa không có chép vào vở cho cô chứ không 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 chép ở đây đâu nhé cô không cần con ghi ở đây con ghi vào vở của con để con nhớ nhá thứ Cô tự không biết, con viết trên đấy để lỡ đâu con quên và nhìn được cô ạ. À. à thế hả thế cô viết cho con chữ đấy cho nào cô sẽ ghi là bộ hòa cho con nhá Thôi và nghĩa của cô. nó là cây lúa. Đó, để cô chép vào rồi, con chép vào đi, yên tâm là cô chép thứ tự các nét nhá. Nào, viết từ trên xuống dưới là phẩy này. Phẩy xong đến ngang đúng không? Phương Nguyên theo được không? Phương Nguyên ơi. Được bạn. Xong đến sổ này. Xong đến bên trái trước đúng không? Rồi bên phải sau, đấy. Nhưng đây nhớ là nét phẩy đầu tiên nhá, không phải nét ngang đâu, là nét phẩy đấy. Thứ tự các nét thì mình sẽ nhớ. Phải cho học không? Cô chuyển đi cô xem rồi cô. À rồi, đến bộ phụ nha. Nào, bộ phụ nghĩa là gì đây? Father là gì? Là Bố. bộ phụ nha. Phụ là bố đúng rồi. Nào, chữ này thì viết như nào đây? Thứ tự các Trái nét trước đúng không? trái trước Phải trước sau. sau. Rồi xong rồi ngay kề xuống thì viết luôn một nét gì? Một nét phẩy đúng không? Phải. Sau đó viết một nét mác. Đó. Đó. Rồi tiếp theo, bộ này là bộ quai xước nha.
Quay sức là bước chân dài nha các con. Bước chân dài. Quái sức. Ừ. Bước chân dài. Nó thường là liên quan đến việc đi đấy. Tại vì là bước chân thì tất nhiên là phải đi rồi đúng không? Chữ này là chấm này. Chấm xong rồi ngang. Gập. Xong rồi mác nha. Chữ này viết hơi khó đẹp. Nó không biết được này. Nó Đó. phụ uốn cong của Ừ. Ngang gập này. Cong này. cô có phải viết chữ kiểu này không cô? Phải viết chữ kiểu này không cô? Đâu cô, con viết là Này cô xem nào. con phải ngăn lại cái. Cũng cong thêm nào. Cong cái nét mác này ra nhé con. Con mình nét mát cho cô. Nét mác này cho nó cong cho nó đẹp. Cô thấy chữ này là chữ cô viết xấu nhất trên đời này. Không để đâu cho hết cái sự xấu này được ý. Hồi trước con viết chữ này mãi, con vẫn viết xấu như thường. Ừ, nào bây giờ viết bộ thủy nha. Đây là thủy. Bộ thủy nó là liên quan đến nước nha. Những cái gì mà liên quan Nước gì? thủy là nước. Thì cứ viết thứ tự từ trên xuống dưới thôi. Chấm chấm xong rồi hất lên nhá. Tiễn tiễn thí. Cái bộ thủy này con nhớ cũng con nhớ hết rồi. Bộ thủy con nhớ Ừ. không? Thế thì tốt. Nào tiếp theo là bộ dương này. Bộ dương. Cảm ơn con đọc một trăm Dương chính là con dê đấy. Con dê hay con cừu đấy. Nó cái đầu của con dê nhá. Nó thường liên quan đến nghĩa gì mà tốt đẹp may mắn nhá. giống như là lúc khi mà vào ngày Tết thì người ta hay cho người ta hay bỏ cái này mình cô đi gửi trường Ừ. ăn cũng có cái mình Giáng lì đúng không? giảng đi. Giáng chí sáng hoặc là chí sáng là cát tường. Chí sáng là Con của từ nhớ là chat. trong bài đọc Trung Quốc Chinese Post, Chinese Post thì con có nghe một bài bài chúc mừng năm mới, cái bài nó cứ ngộ ngộ của nào ấy. Đấy, con thấy chữ sáng nhá, chữ cát tường là có bộ dương này đúng không? Có thứ nhất là bộ thị này. Bộ thị là nó liên quan đến cầu chúc các thứ, xong rồi đến 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 dương đấy, cô bà đó liên quan đến may mắn mà liền xuất hiện may mắn. Cát tường là may mắn rồi còn gì, đúng không? Là có bộ dương này này, cô phóng to chữ này lên nhá. Cho con biết thử từ chỗ trong làm mình không? Đây là chữ sáng đây, tự nhiên nó mất. Nào mình viết trái trước phải sau đúng không, và viết từ trên xuống dưới. Có ngang trước sổ sau, mấy cái nét này đều ngang và có đến phẩy nên là ngang phẩy là viết cuối cùng nha. Rồi, bộ tiếp theo là bộ vi nhá, hay là bộ vây. Bộ vi thì nó sẽ liên quan đến bao vây này. Hay là buộc lại này. Buộc hay là túm lại nhá. Đấy, giống như là bó củi mình bó lại ấy nhá. Cái khuẩn đấy, có bộ mộc này, xong rồi khuẩn là trói lại đấy. Đây là bộ như là cái các cái que củi mình bó lại đấy các con. Ở trong này là bộ mộc ở trong đây nhá. Đây là bộ vi là bao vây. Nào mình có ngang này, ngang xong à sổ trước đúng không, rồi ngang gập, sổ ngang gập ngang nha. Xong chưa? Rồi. Chép vào vở xong chưa? Bố này. Ừ, rồi chúng mình ôn lại nào. Bộ đầu tiên. Đây là bộ gì nào? Bộ hòa. Đúng rồi. Tiếp theo là bộ gì? Con được ôn À, là phụ. bố, bộ hòa, à nhầm, bộ phụ ạ. Đúng rồi. Tiếp. Đây là bộ chân dài. Bộ bước chân dài gọi là gì? Bộ Quay xước. quay xước, đúng rồi. Tiếp. Con thưa cô, đây Bộ là thủy. thủy. Ừ, đúng rồi. Tiếp Nào, theo tiếp bộ đây. dương. Rồi, dương thì liên quan Dương. đến gì? Con cười đi. Ừ, nó là may mắn đúng không? Con cười May đi. mắn hoặc là tốt đẹp đấy. Rồi, tiếp theo là bộ gì đây? Bộ vừa. Về. Ừ, bộ vi. Rồi, ok. Con Nào, cô chúng mình bộ vi. sang sang một Vi từ là một số từ mới nhá. Dỗ, khẩu, rấn.
À, cô sẽ tra từ điển cùng các con nha. Bộ phim với cái này đúng không cô? Ừ. Đây để cô cùng các con tra từ điển. Đầu tiên là chữ giỏ. Trời ơi cô. Cô bộ phim với cái nào con quên cái bộ phim. Bộ vi á. Nào bộ vi đây. Nào con nhìn lại nha. Thì con là Nào. thì chữ viết của nó tiếp cả mình Đây, sổ này. như này Ngang không gập này. đi như này không cô Ngang, ừ đây bộ vi, đúng rồi, chính xác. chữ viết Đúng là rồi gì mà. Nha. chữ viết là gì cô Vi nghĩa là bao vây. bao vây con Bao Bao vây thì vây hoặc là trói lại. con khi trói lại Ừ. hiểu Nhiều. Dậu. Ok. Dậu. 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 Ừ. Dậu. 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 Nào mình xem chữ dậu nào. Dậu đó Dậu. hình cái bàn tay đang cầm một cái khúc Cầm một thịt đây nhá. À, chúng mình có chỗ này là cái bộ nhục nha. Nó là bộ nhục là liên quan đến kiểu miếng thịt, tay cầm miếng thịt nghĩa là có đúng không? Có là nó là sở sở hữu đây. Hữu mà nó là suối dậu. Suối dậu là sở hữu nha. Nào mình có cùng bộ ghi phim nào. Mình có ngang trước sổ sau nào. Cho nên mình sẽ viết ngang trước, sau đó mình viết sổ. Và mình hiểu cái nét sổ đấy cũng là cái nét phẩy đúng không? Vậy thì phẩy sẽ viết sau, ngang trước phẩy sau. Xong rồi viết gì? Từ trái, xong rồi sang phải đúng không? Su. Su xong đến gì? Khấn, chứa, câu. Rồi xong viết từ ngoài rồi viết vào trong. Nào mình viết chữ dậu vào nào. Dậu và viết nghĩa của nó nha. dậu có chữ không cô? Ừ. Ở Dậu ở là gì? đây á, nó là đúng là cũng có thể là nguyệt đấy, là duệ, nhưng mà chỗ này nó là nhục nha. Nhục nghĩa là thịt đấy. Nhục thịt, nhục trời, nhục Cái tay cầm miếng thịt mà nó là sở hữu đó. Nha, hữu là nghĩa là có. con thấy thích trên màn hình xem có thích ở phim không? Không. Con còn mới đọc trên màn hình không? Nào có chép vào vở đi, đừng chép lên bảng, mất thời gian. Con Có chết chép vào vào vợ vở xong được chưa? rồi Rồi à? Nhanh thế. Chép chữ hữu và có chưa? Và đọc cách cách đọc của nó là chữ dậu này chưa? Phiên âm của nó là dậu. Thanh được ba. Được chưa? có vi vào gì mà cô Ừ, nhanh thế. Hôm nay lại nhanh thế nhỉ? hồi trước biết chậm không ạ Dậu, khẩu, rấn nha. Mình tra chữ khẩu. cô tra web gì mà sao cô tra một cách không không Khẩu thì dễ rồi, thôi cô chẳng tra nữa. Rấn cũng dễ rồi đúng không? không Mình cô cứ tra đi cô khẩu là cái mồm thôi mà, hình cái miệng thôi mà. cô cứ tra đi cô biết tại sao không tra không biết vào trong đấy cho mình nhé Đấy, nó là cái hình cái miệng thôi mà. Đấy, nhá. rồi Nào, rồi mình xem là cũng là sổ ngang gập. Ngang đúng không? nếu mà cô không giúp thì nó cô không cho cô không tra thì cô tra cho con cái phần khác Nào, nó là khẩu, đọc là khẩu này đúng không? Từ Hán Việt của nó là khẩu và nó nghĩa là cái miệng đúng không? Hoặc là cái hộ. Hộ khẩu ấy, trong chữ hộ khẩu ấy. bài tiếp theo đi cô Rồi. Tra từ rấn nhá. rấn đi cô rấn mỗi cô bảo dễ nhưng mà cô không phải tra Rấn có cần không? có Không cô ơi. Người không bảo có, người bảo cho thì biết làm thế nào bây giờ. cám luôn Nào, xem nào. Rấn là cái hình người giơ tay lên. Các con học bộ nhân chưa? rồi Học ạ bộ nhân nói chính là chữ này nhá. Rồi. Rấn, bây giờ mình tra từ chữ ma mạn nha. rấn là gì cô Rấn là người. bộ Mấy người người nhà bạn có mấy người nỉ cha dậu chí khẩu rấn. rấn bộ Nào người mình học chữ ma mạn nào. ma mà học thì mà cô Ma thì mạn học bộ rồi à? Học chưa? ma mà giống như con giống như À, cô ma mạn Phương Uyên biết viết như nào chưa? à đây con viết trên màn hình như cô con đang để chế độ Trung Quốc Chưa ạ. Ừ, thế mình chép vào nhá. Mình cứ nhớ là một người phụ nữ này là bộ nữ đúng không? Và bộ mã là con ngựa đây. Đó là ma mạn. Phụ của nữ làm việc như trâu như ngựa ấy, là mẹ.
Ma Mama. Đấy, ma chữ ma ma. đọc là ma mạ là mẹ nha. Cô giữ nguyên tư thế là cô con đang tra chữ ma mà. Nhưng là không ra. Rồi thế mình tập chép chữ này đi. Rồi chữ con. Đây là mông cô. Ừ. Có chan để đâu đấy? Con ăn đề của chế độ Trung Quốc hồi trước có Trung Quốc nữa. Các bạn về chế độ Trung Quốc học hơn nữa. Và bây giờ con học Trung Quốc và con đang sẽ để chế độ Là Trung Quốc. ừ. Không biết nữa Ma con mạ hỏi là mình chép được chữ ma cái mạ gì. chưa? Rồi ạ. Rồi, chúng mình chép chữ pa bạ Ừ. nha. Ma mạ là thanh một nhá, và một cái thanh nhẹ là ma mạ, thì mình đọc là ma mạ ma mạ ma mạ nha. Còn Ba pa bạn bạ, là chữ mấy mông pa cô? bạ là thanh mấy các con? Ba bạn thanh bốn Một mươi à, ba bạ ba 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 học ba bạn ba hai bạ đấy là thanh mươi bốn nhé các con. Ba bạ có bộ phụ ở trên và chữ ba ở dưới này đấy. Bộ phụ thì nó lại là hình tay cầm cô Nguyên ơi. một hòn đá, và ở dưới là hình một con rắn, Chị nó là Phương Nguyên ba này. Ba bảo. Chị Phương Nguyên, chị đã học ba bảo hay ma. Ba bảo học chưa? biết, chị chưa học biết. Ừ, ba bạn Thành nào. công. Rồi mình chép vào Thế con nha. là chưa học là sao? Chỗ này cũng hơi khó viết đấy. Thầy viết cũng bình thường mà cô. Kia là bộ phụ đúng không cô? Đúng rồi. Vào cửa telecom cô phía sau cửa máy in. Xem ai có nghe không. Không mà chưa biết với chị Phương Uyên chắc chắn là con ngồi nhìn chứ chị Phương Uyên rất nhiều máy cái siêu tóc. Ba bạ nha, thanh bốn nhé các con. Ba bạ. Nào, con viết bị sai nét rồi đấy. Nào, con nhìn đi. Đấy là viết xong bộ phụ rồi, viết gì ngang gập nhá. Ngang gập xong rồi viết nét sổ này, xong rồi nét viết nét ngang nhá. Rồi với nét nét gì? Sổ ăn câu đó là sổ cong móc. Ok. Viết Chị thứ tự cậu lại các nét tà vở cho cô nào. cậu Rồi cô ạ. Ừ. Nào, ba. Rồi, Phương Uyên chắc là ổn rồi đúng không? Còn ở Trâm Anh thì sao? Ba bạn hứa ma ổn mạ. thì cô ba Rồi. ba ba Nào. ổn Nào, chúng mình chép chữ hứa nhé. hứa 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 là cái từ mà cô sẽ Nào, mình học nghe được. người ta đọc nào. Hứa là thanh Hứa là mấy? cái hứa hứa Hứa. hứa Hứa. Hứa. hứa Hứa. hứa Hứa. hứa 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 thanh hai là không cô hứa thanh hai không Đúng cô rồi, hứa thanh thanh hai. hai. Trời ơi. Đây là gì? Cho con Cây lúa đúng nhìn. không? Một cây lúa Cô biết hứa là cái gì. và một cái miệng thôi đúng không? Cây lúa và cái miệng là hứa. Mình Hứa vừa học ăn bộ thanh hòa xong cho mà, con. với cả bộ khẩu thôi. Chỗ này dễ mà. Cô hứa có phải ăn hay uống nước hay gì không cô? Ừ. Không, nhớ hồi xưa dạy là hứa là ăn hay uống hay. Hứa là và. Nhưng mà sao hôm nay cô không nghe được con nói rõ nhỉ, Trâm Anh nhỉ? Mic của con lại bị sao à? Không, cô vừa nói sao thì nó cũng bị được lại cô. Con để cái mic nó gần gần chỗ con ngồi ấy. Nó hay bị cắt cắt. Vâng ạ. Hứa. Vâng ạ.
Đấy, bây giờ nghe rõ rồi. Hứa. Đúng rồi. Nào, ngồi chép vào ngay ngắn theo cái chữ này nào. Con chép lại xong. Con chép lại xong rồi cô. Rồi, khứa viết đúng nét nha. Của ba bạ khứa ma mạ. Cưa cựa nào. Cưa cựa nào, các Tám con ấy, thử con bị nghe. broken rồi. Ờ, Cưa cưa cửa. cựa thì là thanh mấy đây? Em trai là cô. Em Ừ, trai. cưa cưa cựa là anh trai nhưng mà là thanh mấy đây? Con hỏi cô trước. Ừ, cưa cựa là cái gì, cái rìu này với cả cái hình cái miệng xếp lên nhau đúng không? Đấy, cưa cựa. Ừ. Người anh là có vừa có tiếng nói lại vừa có quyền lực trong gia đình đấy. Cái rìu đấy là kiểu vừa nói về sức mạnh cũng như là vừa quyền lực của người anh, và cái miệng là chỉ về lời nói đấy. Thế là người anh cũng to nhất nhà nhỉ, cưa cựa. Đây là theo quan điểm của người người phong kiến đấy nha. Thôi cô con so với con người anh có là người có làm cái người mà con biết nhất Con đặt mic lại nào cho cô nghe được không? và con một tí con anh biết đến phần con vợ chồng của cô Ngoài quá. Ừ. Được chưa? Cưa cựa. Cưa cựa là anh trai. Vậy chạy chị gái là gì? con quên chia chia Chìa, chị ạ. chị Chìa là thanh mấy? Chìa là thanh mấy nhỉ? chị chỉ là thanh ba, thanh bốn thanh chỉ thanh thanh ba bốn cô chứ, thanh bốn đúng cô không, chị ở là thanh ba chứ chị còn gì. Chị nào, mình xem. Chị ở này, chị là một người phụ nữ đứng ở cạnh cái chữ chị ở này, nó là giống như là một cái bia mộ, của bia mộ nhá, theo thời mẫu hệ. Đây lại là một cái chữ ở thời mẫu hệ nhá, một cái người mà người phụ nữ mà có thể nói được với cả thần linh và với tổ tiên ấy, nó là chỉ à, nha các con. Cho nên nó là người phụ nữ có thể, cái bia mộ là tượng trưng cho tổ tiên đấy, đúng không? Ôi cô, chỉ là chị nhưng mà thấy nó cứ sợ sợ của nào. Ừ, chỉ ở chị ạ. Chị ạ. Ừ, mình chép vào nha. Chỉ ở chị ạ. Ôi cô, chỉ là chị chẳng khác gì là một người đang mong cố giết cả trời đất. Ừ. Thế chị có giết cả trái đất à? À, đặt cái làm ơn đặt cái loa sát vào cho tôi Có nghĩa cô bí chị con đang biết cả trái đất là cô trái đất nào. thế cô bảo là người này đang có thể nói chuyện với ma thì chị có còn nói chuyện với ma ở đâu chị còn nói chuyện với mẹ đi đến Chị à? Đây cái bia mộ đây còn gì nữa, chả là tổ tiên còn gì nữa, nói chuyện với được với tổ tiên với thần linh thì là chỉ ở chị ạ, nói là mẹ. chuyện với người chết Ờ đúng bia mộ người rồi, đúng rồi, đúng rồi, đấy là chỉ ở chị ạ nha, đấy là quan điểm của người xưa mà, quan điểm của người xưa đấy, chỉ ở ngày xưa là nghĩa là mẹ đấy. không có tư chỉ ạ phải có tư tức đẹp thôi Ừ. Thôi, mình chép vào cho cô với nào. Chép chữ chìa này vào cho cô nào. không tiếp rồi Nào, thầy chép đúng phiên âm của nó là chìa là thanh ba như này nhá. Chìa là tỷ tỷ đây. À, tỷ tỷ đúng không? Chìa chìa là tỷ tỷ. trong các bộ Rồi. cô thì người ta hay gọi tỷ tỷ là công chúa sao nhỉ Cung chủ. công chúa Cung chủ. Cung chủ. con không thể để cô cho con bài học một cái này. Nó tốt đẹp một xíu thì cô chị có thể nó đau khổ không Rồi thế thì học chữ mây mậy xem nhờ. Học để chữ con mây học mậy nha. Mây mậy là em gái. me Yeah, con it's your. You are, nǐ chèshì yíge mèimèi. Tê bà. Ừ, rồi. Nào, thôi cô dạy chữ mây mậy luôn nha. mình là em gái Ừ, mây. Đây mình là là một cây cái cây này. Xong rồi cái ngọn cây thì bao giờ cũng mọc sau, cho nên cái mọc sau là sinh sau, và cái người em này
một người phụ nữ mà sinh sau ấy thì là em gái nhá, hiểu chưa? Đây là chữ mày, chép vào nào. Là bộ bộ nữ với cả một cái ngọn cây thì là em gái, tại vì ngọn cây thì sinh ra sau. Không, mình viết chữ bộ nữ trước chứ, xong rồi mình viết chữ bên, quy tắc là bên trái trước, bên phải sau. Mày mày là muội muội nha. Muội muội, xẻo mày. Mình hay Cô nói nó tiểu muội đúng không? Là xẻo mày. xem mà tôi tắt của con đi cô. Wow. Wow, con vẽ giỏi thế. Muốn được 5.000. Tại sao? Tại sao chỉ cần 5.000 thôi, ít thế? Xẻo Muốn 500 mày. nghìn thôi. Ừ, xẻo mày là tiểu muội nha. Thôi cho anh tập trung vào viết giúp cô với nào. Viết chữ xẻo mây xong chưa? Biết xong rồi nhưng mà cái story tắt của con đang bị vấn đề thì con đang tâm lý quá cao cũng không? Con chép vào trong vở chứ blue stuck cái gì ở đây? Bút tắt gì cô? Con bảo cái gì? Bút của con bị tắc á? Đúng rồi cô. Nào, cô dạy nhanh này, còn chữ ti tị nữa là được nghỉ Đi này. cô, không đi cô, đi để là nghỉ học á Ti cô. tị. Ừ, tị tị nào. Chúng mình xem tị tị nghĩa là gì đây. À, tại vì ngày xưa người ta có cả các cái dây thừng này, người ta buộc lại cái dây thừng ở trên một cái thân gỗ này. Thế là người ta có đếm được 1, 2, 3, 4, 5 đúng không? Xếp được thứ tự của cái dây này. Vì vậy là người ta cũng đếm được. Ngày xưa thì đẻ nhiều con cho nên là đếm 1, 2, 3, 4. Thế là được. Nó là thứ tự và nó là đệ là sau nhá. Là thứ sau đấy, là sau nha. Đệ là em. Đấy. Tỷ, nào mình chép chữ tỷ vào nha. Ừ, tỷ tỷ là thanh mấy đây? Thanh thanh bốn. Đúng rồi, tỷ tỷ. Ố, con đá mưa mà cũng đúng luôn cơ. Tỷ tỷ là đệ đệ nha, đệ đệ. Đệ nhất của đệ nhất bạn nhất rồi, bạn nhất bạn nhất. Ừ. Chính như từ Tì này là tì. từ rất, chính như từ này là từ mà con thấy khó nhất đấy. Ừ. Cô cũng thấy từ khó nhưng mà về sau cô cứ nghĩ đến cái dây thừng cô buộc ấy, thế là cô thấy rất dễ. Nhưng mà cô nhớ cái thanh gỗ đấy nó phải có cái đầu như này này. Đúng không? Có cái đầu xong rồi cô viết được cái dây thừng thì là cô chép được chữ tì tì. Đệ đệ. Rồi, chúng mình học xong từ mới rồi, chúng mình quay vào bài đọc một tí nha. Xong rồi chúng mình nghỉ. Nghỉ sớm thế, học sớm không đi dữ Học nhiều làm gì cho nó tăng hết đầu ra. vậy. Sao cô không học đồ á, thích Có đồ cô nào mà như cô không? Nào chúng mình đọc làm dở. dạo Dở. dạo Khẩu. Khẩu. hậu Khẩu, chữ khẩu thơ, khờ, khờ, khẩu. khẩu Khẩu. cậu cậu Rắn. rắn đến Ừ. Nghỉ cha dậu. Ý, cô xin lỗi các con. của trời cho Ủa sang cha khẩu dậu san khẩu rắn. của Ủa trời cho cha dậu san khẩu cậu rắn. đã không thay Ừ. phiên căn điểm Nào, đọc lại nào. Có ai đọc của được mà cha không phiên hiểu nào? sang con của cha hiểu sang khẩu rắn Ừ, Phương Nguyên nào. của chai rượu san khoản Khẩu. khẩu san khoản Khẩu rắn. đó là Khẩu quái vật tự rắn. Ừ, kỷ được rồi. Nào, tiếp nào. Chữ gì đây? mà Ba chữ bạn. bà Ừ. nam à Ba mẹ. Ừ. cơ cửa Gì của đây? cha ở sang khẩu rắn Chữ gì đây? hứa Khứa. hứa
Rồi. Ủa ta dỗ sang khẩu rấn ba và ma mà hớ Rồi được rồi. Nào, Thu Yên đọc nào. Quả cha dậu san khổ rấn ba bạn ba mạc khứa của Ừ, phê sáng họ. Tiếp nào. cửa Cưa cửa. Ừ. cửa cửa dạ chị Đúng rồi, chị ạ. Nào. Ủa cha dậu ủ khẩu rấn, ba bạ ma mạ, cơ cỡ chỉa chịa khớ của cha kia có giới thiệu ủa, gia đình của con đúng không? của cha của Dậu, ủa cha dậu dậu. của cha dậu Dậu. của Thế bây giờ con ủ giới thiệu gia đình của nhé. rắn ba Ừ. bạ ma mạ chia Của chia cha cưa dậu. cưa cửa chia chia cưa Chỉa chịa. chia chia cớ ngọ Ủa cha dậu ủ khẩu rấn, ba bà ba mẹ chia chịa 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 hớ hủ. Thế hôm nay có giới thiệu gia đình mình không? Ôi, bình tĩnh. Nào, chúng mình nghe bài nhé. Takes one. 我叫王星，我今年12岁。华我西。家有五口人，爸爸、妈妈、哥哥、姐姐和我。Đó. Nào, Thế thì đâu cô? đọc theo cô nhá. Ok. Ủa chào Takes Hoàng one. Xương. Của Ủa cha chào Trần Hoàng Xin. Ủa chín niên sứ ở xuê. Ủa chị nhắn Của sửa chín niên này. sứ a xuê. Ủa cha dậu ủ khẩu rấn. Ủa cha dậu Của ủ cha dậu ủ khẩu rấn. Ủa cha dậu ủ khẩu của rấn. trai ủ khẩu Ủa rấn cha dậu ủ khẩu rấn. của Cha dậu trai ủ khẩu. ủ khẩu rấn Ba bạ ma mạ cơ cỡ chỉa chịa khớ Bạn ta mặc chơi chơi cứu rồi. Ba ủa. Cho mấy người không ghi lên bảng bảng để con đọc con. bạn ta mặc chơi chơi cứu Cưa cỡ chỉa chịa khớ ủa. rồi. Chơi chơi cứu Ba bạ ma mạ cưa cửa chia chia khớ ủ Ừ, rất là tốt. Ok. Thế mình tự giới thiệu về tên này, tuổi và gia đình mình có những ai được tự không? giới thiệu tên. Gian Yên, ủa chào Gian Yên. Ok cô. Ừ, thế Ok cho anh chị làm nhắn nào. của cha gian nên của xin nhắn của xin nhắn chiều xuôi của cha của cô của cha vũ vũ khẩu đấy là gì cô Nhà tôi có 5 người. Nhà con của có mấy cha người? dậu sư khẩu rấn ba bạc ma mặc chia chia và tôi ngủ hớ ngủ Khứa ngủ ừ, rất là tốt. cô Phương ngủ Nguyên chưa nào. Ừ, chắc anh làm tốt đấy. Phương Nguyên. nhưng cứ khi đi thi là cô lại Quả lắc lắc không sao trai của treo quả bao nhiêu treo quả treo của sao Hoàng sang Sinh nguyên ừ quả chim nến sứ a xuyên xuệ 12 xuệ岁，嗯，quả chim nến sứ a xuệ嗯，五呢我，quả trai thế chị有，quả trai dậu ủ khởi rắn嗯。ba bạn ma mà kéo chị có ủ Thế thì nhà con có sống 4 người thôi chứ. Nhà con không có anh đúng không? mơ một anh trai của À thế thì là không có chỉa chịa đúng không? nào. Ừ thế thì bỏ cái chữ này đi. Thế là của cha dậu sư khẩu rấn ba bạ ma mạ cơ cỡ khứ của. Nào con lại nào. Chạy lại ý xạ. Của trai Dậu của trai dậu của sư
四口人，四口人，四口人，口欧欧，对呀，口口，人，嗯，爸爸妈妈，哥哥和我。嗯，妈妈，等一下，读成妈妈rồi，妈妈，爸爸妈妈妈，哥哥和我。妈，妈，爸爸妈妈，哥哥和Ừ, rồi, hôm nay lớp mình học rất hiệu quả ấy. Học 38 phút cô nhưng mà đã xong cô rồi. đây cô phải giới thiệu của cô. Ok. 我家有6口人. Ơ, giới thiệu tên trước rồi mà giới thiệu lần được mà cô. Ừ. Ta cha hảo, 我叫红荣, 我今年40岁, 我家有4口人. 我老公，我大男儿，我小女儿和我，拜拜，再见。Ôi, cô từ từ. Cô lại hỏi một câu nữa nhé cô. Ừ. Không nguyên đâu. Sao vậy? Thế chị có quý em của chị không? Nhỉ ai nhỉ tờ cơ cơ mà. Con có quý anh trai của Chị con có quý không? Nhỉ ai nhỉ tờ cơ cơ mà. Ai là yêu cũng là em. kiểu quý đấy. Thắng ai là yêu quý đấy. Chắc chắn là không, chị chắc chắn không yêu quý anh trai mình đâu. Từng tí Không, chị yêu quý anh trai chị. Ủa hẳn thắng ai của tớ cơ cơ. Ủa chị cưới anh trai của chị luôn đi cho nó tốt. Liên thiên nào, ok thôi, hôm nay chúng mình học đến đây nhá, chúng mình làm bài tập từ từ bài 1 đến bài 6 ở trong lesson 7 sách workbook nha, các Dạ con được tự ạ. làm nha, được không? Bye bye. Cô ừ sao đỉnh này toàn là màu hồng thế cô ạ? Cô nhìn đây, từ ừ nãy giờ nhá. Con vẽ được cái sao đỉnh này toàn là màu hồng, tóc tai cũng màu hồng đó luôn cô ạ. Váy ừ cũng màu đúng hồng này. rồi. Quần cũng Ừ. màu hồng này. Trâm Anh ơi, Trâm Anh nhớ là thứ hai tuần sau được nghỉ nha. Không, con sẽ học ốc thứ hai tuần sau có học đâu. Thứ hai tuần sau là được nghỉ đấy nha. Cô thứ hai tuần sau con học đâu? Con học thứ ba mà. Con học không, thứ hai cô định các con từ buổi sau là các con sẽ học cùng với lớp T2 nhá các con. Nhưng mà thứ hai lại được nghỉ, vì vậy mà thứ hai tuần sau nữa mới học cùng các bạn. Ok. Không, con chỉ muốn học lớp thứ ba thôi. Học lớp bổ trợ mãi mãi tỉnh căng. Lớp này cô mệt lắm. Có tất cả là 5 bạn mà chia thành 2 buổi, cô mệt lắm nên là cô sẽ sát nhập 2 lớp thành thành một thành dạy vào lớp thứ hai thôi nha. Ok. Thế thế Ừ. thế 2 tuần dạy một lớp, 2 tuần dạy một lớp. Không, nghĩa là trong tháng này thì mình sẽ học buổi thứ thứ trong tháng này nhá, là trong tháng 1 mình sẽ học thứ hai, thứ ba và chủ nhật thì Thế trong tháng này thôi, còn sang tháng 2, trong tháng 2 thì mình chắc là xong rồi, kịp rồi nên mình chỉ học buổi thứ hai là xong. Ok. bao giờ con thoát kiếp nạn học chợ ấy cô? Chắc là trong sáng tháng này là xong Không, con rồi. sẽ học giúp tiếp. Thôi đừng để nhé, cho cô xin. Ok, chào chị Mân Say Chien. Tây Thiên. Con chào cô, nhìn mân gai Ok. chiên. À nhầm. Đúng rồi, Lão thuộc sư gai chiên, lão sư Trịnh Công Nguyên, lão sư Julia Nguyễn Thị Quỳnh Chi. Ok, bye bye. Tên cô thiệt mà. Tên cô thiệt mà, sao cười. Đúng rồi, trông anh đáng yêu quá. Bye. Minh Bye. Uyên. Chị Uyên Hoa. Bye Bút ba chính mình đi ngủ. Tóc trăng rồi, mình rời đi. mách ra chưa làm bài tập về nhà.